expert and doctor from India and Vietnam. Xin chào tất cả quý thầy cô, các anh chị bác sĩ cũng như các chuyên gia đến từ Ấn Độ và Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái chương trình hội thảo webinar được phối hợp giữa Đầu cầu Việt Nam và Đầu cầu Ấn Độ. Thì cái mục tiêu của cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta có thể trao đổi được những cái kiến thức liên quan về đái tháo đường cho các bác sĩ ở cả hai đầu cầu hai quốc gia. Thì cái buổi hội thảo ngày hôm nay được tổ chức bởi Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu ông Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Tổng hội học Thành phố Hồ Chí Minh. Phó giáo sư Nguyễn Thị Khuê, Phó Chủ tịch Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Manon Patwa, Giám đốc Phòng Thương mại Ấn Độ tại Việt Nam. Ông Gigi George, Tổng Giám đốc Công ty Mega Science Việt Nam. Và tất cả các thành viên của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Hội Nội tiết và Đái tháo đường Thành phố Hồ Chí Minh. Và tham gia với chúng ta ngày hôm nay ở trên nền tảng trực tuyến, chúng tôi xin rất chào mừng ông Pranay Verma, Tổng Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Giáo sư R.J. Dash, Khoa Nội tiết, Dr. V. Mohan from Dr. Mohan Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y khoa Chandigarh, bác sĩ Mohan từ Trung tâm Đái tháo đường Mohan Chennai, Phó giáo sư Chowdhury từ Viện Khoa học Gan Mật, New Delhi, Giáo sư Jayanta Banda từ Trường Đại học Y Sri Ramachandra, Giáo sư Pinaki Dutta từ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y khoa Chandigarh, và hơn khoảng 1.000 bác sĩ đến từ Việt Nam tham gia cái buổi hội thảo trực tuyến với chúng ta ngày hôm nay, cũng như là các đơn vị báo chí truyền thông. Thì tiếp theo tôi xin mời hai chủ tọa của buổi hội thảo ngày hôm nay, đó là giáo sư Nguyễn Thị Khuê, Phó Chủ tịch Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Thành phố Hồ Chí Minh, và giáo sư R.J. Das đến từ Khoa Nội tiết, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y khoa Chandigarh sẽ đồng chủ tọa cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin mời hai giáo sư ạ. Rất là cảm ơn các bạn đã có lời giới thiệu về cái vị trí chủ tọa của tôi ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta có những cái buổi hội thảo rất là lý thú về chủ đề đái tháo đường. Thì chúng ta đều biết là đái tháo đường nó đang là một cái gánh nặng ở trên toàn thế giới, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ và Đông Nam Á. Thì hiện tại ở Ấn Độ cái con số đái tháo đường này nó rất là lớn, và đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á nó cũng có một cái gánh nặng rất là lớn, hơn cả 200 triệu bệnh nhân đái tháo đường. Thì chúng ta biết rằng ở tại Việt Nam á, cái con số đái tháo đường này á, nó có thể lên tới vài triệu người, đặc biệt là ở trên những đối tượng lớn tuổi, trên 65 tuổi. Và đương nhiên những cái biến chứng của nó như là biến chứng bàn chân hay là những cái biến chứng khác cũng sẽ rất là phổ biến ở tại Việt Nam. Thì trong chúng ta có những cái chuyên gia về bàn chân đái tháo đường, chẳng hạn như là giáo sư Chowdhury hoặc là bác sĩ Mohan, thì chúng ta hãy bắt đầu cái chương trình hội thảo ngày hôm nay. Thank you, Professor Duff, for giving us an overview about diabetes. Rất là cảm ơn giáo sư Das đã chia sẻ cho chúng tôi những cái thông tin về đái tháo đường, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ và châu Á Thái Bình Dương và ở khu vực Đông Nam Á.
Thì trước khi mà cái chương trình chính thức của ngày hôm nay được bắt đầu, thì tôi xin phép được mời Phó Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Y học thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có một cái bài phát biểu khai mạc hội nghị. Xin phép được mời Phó Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Dung có cái lời phát biểu khai mạc cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Kính thưa ngài Pranay Verma, đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, bác sĩ Madan Mohan Sethi, tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Dash và giáo sư Nguyễn Thị Khuê, kính thưa các quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp thân mến, thay mặt cho Hội Đi học Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin chào mừng tất cả các bạn đến cái hội thảo về quản lý bệnh lý đái tháo đường và chăm sóc bệnh lý đái tháo đường do Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức. Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức chuyên nghiệp và khoa học, tập hợp tất cả các chuyên gia y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hội được thành lập vào năm 1978 và hiện nay chúng tôi có khoảng hơn 20.000 thành viên với khoảng 72 cái liên chi hội thành viên, trong đó là có liên chi hội nội tiết và đái tháo đường Thành phố Hồ Chí Minh. Mà cô giáo sư Thuy Khuê đây chính là chủ tịch của hội. Một trong những cái sứ mệnh quan trọng nhất của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh là cung cấp những cái chương trình đào tạo y khoa liên tục hoặc là những cái hội thảo trực tuyến, trực tiếp để cung cấp cái môi trường học tập và đào tạo cho các thành viên. Thì hôm nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi rất là vinh dự được đồng tổ chức cái hội thảo về đái tháo đường với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ nhằm chia sẻ những cái thông tin và kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp ở Việt Nam và Ấn Độ. Thì đây là hai, chúng ta đều biết đây là hai cái quốc gia chịu cái gánh nặng rất là nặng nề của cái bệnh lý đái tháo đường và các biến chứng của nó. Thì tại Việt Nam, thống kê vào năm 2015, có khoảng hơn 3,5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, theo cái báo cáo của Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế IDF, và con số này dự kiến sẽ tăng lên khoảng đâu đó khoảng hơn 6 triệu vào năm 2040. Theo cái điều tra năm 2015 của Bộ Y tế Việt Nam, thì tỷ lệ mắc đái tháo đường ở cái nhóm tuổi mà từ 50 tới 69 là nó khoảng 7,7% và nó có khuynh hướng là càng lúc càng trẻ hóa. Và chỉ có khoảng chừng 1/3 cái số lượng bệnh nhân đái tháo đường này tại Việt Nam được chẩn đoán. Hầu hết họ là đến ở những cái giai đoạn muộn. Và vì vậy, cái việc phát hiện sớm sẽ giúp cho người bệnh tiết kiệm được cái chi phí điều trị, hạn chế tối đa những cái biến chứng liên quan. Và chúng ta biết rằng á, những cái biến chứng này của bệnh lý đái tháo đường á, nó rất là nghiêm trọng và nó chiếm cái phần lớn trong cái chi phí điều trị của bệnh nhân. Thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các giáo sư và chuyên gia đến từ Ấn Độ và Việt Nam đã có cái bài trình bày những cái chủ đề liên quan đến bệnh lý đái tháo đường và những cái biến chứng của nó ở khu vực châu Á với nhiều cái điểm tương đồng giữa cái dân số Việt Nam và dân số Ấn Độ. Thì chúng tôi hy vọng rằng các bài giảng này và sau đó là cái phần hỏi đáp sẽ cung cấp cho chúng ta được nhiều cái thông tin để từ đó chúng ta có thêm kiến thức và kinh nghiệm để chăm sóc cái bệnh nhân của mình tốt hơn. Chúng tôi cũng rất cảm ơn đến Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và cái nhóm của lãnh sự quán đã hỗ trợ rất là hiệu quả cho cái buổi webinar ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng sau cái buổi hội thảo này chúng ta còn có nhiều cái cơ hội hợp tác với nhau hơn nữa trong cái những cái buổi tổ chức hội thảo trực tuyến như thế này. Và tôi tin chắc rằng cái hiệu quả của chúng ta ngày hôm nay sẽ thành công tốt đẹp. Tôi xin chúc tất cả các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rất là cảm ơn cô Ngọc Dung. Thì tiếp theo là tôi rất là vinh dự được giới thiệu bác sĩ Mai Trọng Trí đến từ Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh.
I'm sorry. Dạ xin lỗi ạ, dạ có một chút nhầm lẫn ở trong cái chương trình. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái bài phát biểu của ông đại sứ đặc mệnh của Ấn Độ tại Việt Nam. Xin lỗi ạ, xin mời ông đại sứ ạ. Xin chào ạ. Thì tôi rất là vinh dự được khai mạc cái buổi hội thảo webinar giữa Việt Nam và Ấn Độ trong cái sự phối hợp giữa Tổng lãnh sự quán Ấn Độ và Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi rất là vinh dự được chào đón tất cả các bác sĩ, các chuyên gia đến với cái buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Thì chúng ta đều biết rằng là những cái vấn đề về liên quan đến sức khỏe và y tế cộng đồng nó là cái vấn đề quan tâm chung của cả hai quốc gia. Và đương nhiên cái sức khỏe và cái sự khỏe mạnh của con người nó rất là quan trọng. Và cái việc mà chúng ta xây dựng được một cái cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe toàn diện là rất cần thiết. Thì trong cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta giữa cái đại dịch, một cái vấn đề mà sức khỏe mà chúng ta cần phải hết sức là quan tâm mà nó ảnh hưởng rất là nhiều cái bệnh nhân ở cả Ấn Độ và Việt Nam. Thì hiện tại chúng ta trong cái chương trình này có sự tham gia của cả bác sĩ ở cả Ấn Độ và Việt Nam cung cấp những cái kiến thức toàn diện về đái tháo đường. Với cái xu hướng tăng dần của bệnh lý đái tháo đường cũng như là những cái biến chứng của nó thì việc chúng ta hiểu hơn về cái bệnh lý này cũng như là cái điều trị rất là quan trọng. Cái con số lượng bệnh nhân ở Việt Nam cũng như là Ấn Độ mắc bệnh đái tháo đường nó càng lúc càng gia tăng. Và nó là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra những cái bệnh lý, bệnh tật cũng như là tử vong. Và đái tháo đường nó trở thành một cái vấn nạn quan tâm đặc biệt hàng đầu. Thì với cái dân số hơn 75 triệu người của Ấn Độ, 750 triệu người của Ấn Độ, thì cứ một trong 6 người trưởng thành thì ở Ấn Độ có một người bị đái tháo đường. Và do đó cái gánh nặng của bệnh lý nó rất là lớn. Và chúng ta thấy rằng là với cái tốc độ phát triển kinh tế rất là nhanh như là của Ấn Độ và Việt Nam, những cái thay đổi về cấu trúc hạ tầng thì chúng ta cũng thấy được cái sự thay đổi của những cái bệnh lý này. Và đây cũng là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể cung cấp thêm những cái điều kiến thức trong cái biện pháp điều trị đái tháo đường. Thì tôi rất là hy vọng trông chờ những cái hợp tác tương tự như vậy trong cái lĩnh vực sức khỏe giữa hai phía, cả Ấn Độ và Việt Nam. Thì chỉ có khi phối hợp như vậy thì chúng ta mới có thể cùng phát triển bền vững với nhau. Thì chúng ta đều biết rằng là cái đại dịch COVID-19 nó đã ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta. Và cho đến hiện tại thì cái Ấn Độ là cái quốc gia sản xuất cái vaccine lớn nhất ở trên thế giới và cung cấp cho nhiều nước ở trên thế giới. Và một cái vấn đề nữa là chúng ta thấy rằng cái việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở cả Ấn Độ nó cũng còn chưa được tốt lắm và chúng ta cần phải làm nhiều hơn. Và làm thế nào để chúng ta có thể cung cấp các điều trị với cái giá cả phải chăng cho tất cả các cộng đồng bệnh nhân. Thì với cái chất lượng chăm sóc hiện đại y tế ở tại Ấn Độ thì chúng tôi cũng đón chào rất là nhiều cái bệnh nhân đến chữa bệnh và điều trị tại Ấn Độ dưới hình thức du lịch. Bởi vì sao? Bởi vì các giá thành, các chi phí ở tại các bệnh viện Ấn Độ nó cũng rẻ hơn rất là nhiều ở các nước trên thế giới. Thì thông qua cái buổi hội thảo ngày hôm nay, tôi hy vọng rằng chúng ta có thể phối hợp với nhau, cung cấp thêm những cái kiến thức quan trọng để chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc cho cái bệnh nhân đái tháo đường ở cả Ấn Độ và Việt Nam được tốt hơn. Thì tôi rất là mong chờ là cái Tổng lãnh sự của Ấn Độ ở tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục kết nối với Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức thêm những cái buổi hội thảo bổ ích như thế này. Thì tôi rất là hy vọng cái buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ thành công và những cái phần hỏi đáp sẽ trả lời được tất cả những cái câu hỏi cũng như là cái mong muốn của các vị.
và hy vọng rằng nó sẽ cung cấp thêm cho các bạn những cái kiến thức về cái bệnh lý này, một cái bệnh lý nó liên quan rất là chặt chẽ đến cái lối sống và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái bệnh nhân của chúng ta. Và nó ảnh hưởng rất là lớn đến toàn xã hội. Một lần nữa tôi xin cảm ơn cái sự tham gia của tất cả các quý vị ngày hôm nay. Và tôi rất là trông chờ để được nghe về cái kết quả của cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rất là cảm ơn ông Tổng lãnh Tổng đại sứ của Ấn Độ tại Việt Nam. Thì đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu bác sĩ Mai Trọng Chí đến từ Bệnh viện Nhân dân 115. Thì mặc dù rất là trẻ và mới bắt đầu sự nghiệp chăm sóc sức khỏe ở tại Việt Nam, nhưng mà bác sĩ Mai Trọng Trí đã tham gia vào rất là nhiều cái nghiên cứu, và hy vọng rằng là sau cái bài nói của bác sĩ Trí, nó sẽ cung cấp thêm cho cái bác sĩ ở tại Việt Nam và Ấn Độ hiểu thêm về cái tình hình bệnh lý đái tháo đường ở tại Việt Nam. Xin mời bác sĩ Trí. Dạ, xin chào tất cả quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Tôi xin chào tất cả quý thầy cô và các anh chị đại biểu, đặc biệt là ông Tổng lãnh sự của Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì bởi vì chúng ta mới vừa ăn trưa xong ha, thì chắc là chúng ta sẽ không đói đâu, nhưng mà đây là một cái hình mà tôi có cơ hội sẽ được thấy được cái văn hóa ăn mặc tay của Ấn Độ. Bởi vì để mà ăn được bằng tay như vậy thì nó đòi hỏi là nó cần một cái kỹ năng ha. Không chỉ là có cái ngón tay ha, nhưng mà cũng có phải sự cái chuẩn bị rất là tốt. Thì cái chủ đề mà tôi muốn trao đổi ngày hôm nay á, thì tôi rất là vinh dự để mà có thể chia sẻ với các bạn về những cái biến chứng phổ biến nhất của đái tháo đường ở tại Việt Nam. Đó là cái biến chứng mang chứng ha. Thì tương tự như là cái nước đang phát triển ở trên toàn thế giới, thì cái tỷ lệ đái tháo đường ở tại Việt Nam cũng đang gia tăng và kèm theo những cái biến chứng của nó, như là biến chứng mất máu hay là biến chứng thận. Thì chúng ta biết rằng nó có một cái hội chứng là hội chứng bàn chân đái tháo đường. Thì tôi muốn giới thiệu cái chương trình mà chúng tôi đã phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh giữa bác sĩ nội tiết và những cái chuyên ngành khác, đặc biệt là bác sĩ phẫu thuật mạch máu và bác sĩ chỉnh hình, để mà có thể cải thiện được cái chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Thì đây là cái một lợi ích của tôi. Và tổng quan thì tôi xin giới thiệu một chút xíu về cái gánh nặng của bệnh lý đái tháo đường hiện tại tại Việt Nam, và sau đó là cái hội chứng bàn chân đái tháo đường ở tại Việt Nam. Chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự tiến triển, cái tiến bộ của chúng ta ở trong cái lĩnh vực chăm sóc bàn chân đái tháo đường ở Việt Nam như thế nào. Thì theo một cái nghiên cứu vào năm 2019, thì cái tần suất đái tháo đường ở tại Việt Nam á, nó đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm vừa rồi. Và cái tỷ lệ ước lượng tại Việt Nam hiện nay là đâu đó khoảng 7,2%. Thì bên cạnh cái sự gia tăng về cái tỷ lệ này á, thì cái biến chứng của bệnh lý nó cũng gia tăng rất là nhiều, đặc biệt là cái biến chứng bàn chân. Thì cái lý do hàng đầu mà tôi nghĩ rằng đó là cái sự gia tăng của cái việc thừa cân béo phì. Thì đây là một cái báo cáo của WHO, thì mình thấy là cái béo phì và thừa cân nó cũng gia tăng rất là nhiều theo thời gian.
Và đó là quá khứ và đây là tương lai. Thì trong một cái nghiên cứu gần đây nhất của cái Viện Dinh dưỡng Việt Nam vào năm 2019 thì lên tới 42% những cái đứa trẻ ở thành thị tại Việt Nam là bị thừa cân. Thì như là giống như là tất cả những cái nước đang phát triển khác thì chúng ta phải đối diện với lại cái vấn đề này. Đó là hội chứng chuyển hóa, đó là bệnh lý đái tháo đường. Gần đây thì chúng ta biết rằng là bác sĩ nội tiết và bác sĩ đái tháo đường rất là quen thuộc khi mà nói đến cái biến chứng mãn tính của đái tháo đường, chẳng hạn như là bệnh lý tim mạch, bệnh lý thận. Tuy nhiên, có một cái sự thật rằng là chúng ta rất là khó chăm sóc cho họ. Chúng ta đều đồng ý rằng bàn chân đái tháo đường nó là một cái gánh nặng y tế rất là nhiều và nó cũng là một cái bệnh rất là nặng nề trên bệnh nhân. Nhưng mà như một cái bác sĩ bàn chân đã đưa ra một cái nhận định, đó là các bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu á, hay là bác sĩ tổng quát á, thường thì rất là bận rộn và họ không có thời gian để nhìn cái biến chứng này. The prevalence of diabetic foot syndrome in Vietnam. Đây là cái about 6.3% of the patient tổng quan về diabetic patient ở Việt Nam. Diabetic foot syndrome about 1.3% of diabetic foot of diabetic patient have 1.3% tổng số các bệnh nhân đang có vết chân, đang có nhiễm trùng. About 1% of diabetic patient have history of amputation. 1% của bệnh nhân đái tháo đường là có tiền căn đã bị đoạn chi rồi. Sorry. Oh, lost the reason now. Okay. There's about 50-70% in patients in endocrinology department have thì khoảng 50-70% các bệnh nhân ở các khoa nội tiết của các bệnh viện á là có biến chứng bàn chân. This is a very common disease in Vietnam. Thì đây là một cái biến chứng rất là phổ biến ở tại Việt Nam. Và các bác sĩ nội tiết được xem như là những người giữ cửa để chăm sóc cho cái biến chứng này. Just happened in the tertiary hospital. In the local hospital, thì đây là do là ở những cái bệnh viện ở gọi là hạng chuyên khoa. Tuy nhiên ở những cái cơ sở mà chăm sóc sức khỏe ban đầu thì rất là thiếu những cái cơ sở để mà chăm sóc cho biến chứng bàn chân như thế này. Imagine that we are in the fighting battle. Chúng ta tưởng tượng rằng là mình đang ở trong một cái cuộc chiến chống lại cái biến chứng này. Nhưng mà trước những năm 2000 á, thì mình giống như là cái người thua cuộc vậy. Bởi vì mình không có quan tâm đến cái đối thủ của chúng ta là ai ha. Mình rất là thiếu kiến thức về cái bệnh lý này. Mình không có phối hợp tốt giữa bác sĩ nội tiết và những cái bác sĩ chuyên khoa khác. Chẳng hạn như là bác sĩ chỉnh hình hay là phẫu thuật mạch máu. Thì mỗi cái chuyên khoa có một cái cách để điều trị bệnh nhân khác nhau và không có thảo luận gì với nhau hết. Tuy nhiên, từ năm 2000 trở đi, mọi thứ nó thay đổi rất là nhiều. Bởi vì nhờ có một cái nhóm làm việc ha. Yeah, thank you. We continue. We are come back. Yes. Before 2000, we lacking awareness about the em disease. John cái Zoom này giờ mà không có bác sĩ Việt Nam mà tham gia trực tuyến là không có nghe được. Good syndrome. The consequence is we often lost and the patient lost their victim. Thì thông thường á, trước năm 2000 thì bệnh nhân thường phải bị đoạn chi, cái tỷ lệ này rất là cao, đoạn lớn chi lớn là lên tới 30%. Nhưng mà mọi thứ nó thay đổi rất là nhiều vào năm 2000, bởi vì nó đã có một cái nhóm chuyên về chăm sóc bàn chân đến từ Medical Center, trung tâm đái tháo đường Jocelyn và bệnh viện Beth Israel Deaconess. Thì bắt đầu cái chương trình này but in excellent and consistent way.
They train the doctors in some tertiary hospital. Cái nhóm này đã đào thảo bác sĩ until now, rất là kỹ lưỡng cho đến nay. 2019, because in 2020 và cái chương trình này vẫn tiếp tục vào năm 2019. Nhưng mà tới năm 2020 thì do cái đại dịch họ không có quay lại Việt Nam được. Have, we thì với sự giúp đỡ của những các bác sĩ này thì chúng tôi không chỉ tăng cường được những cái kiến thức mà còn cái khả năng chăm sóc bệnh nhân. Thì chúng tôi cố gắng tiến hành những cái biện pháp chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân bàn chân đáy thao đường. Chúng tôi cố gắng đưa ra một cái protocol thống nhất để mà chăm sóc cho bệnh nhân, phối hợp giữa các chuyên khoa, tức là vừa bác sĩ nội tiết và các chuyên khoa khác. Và bây giờ chúng tôi cùng nhìn về một hướng để điều trị cho bệnh nhân. And creating diabetic food care unit. Và bắt đầu ở tại những cái khoa nội tiết thì chúng tôi thành lập những cái đơn vị bàn chân đáy thao đường. Diabetic food implementation, multidisciplinary approach in treatment of diabetic food syndrome. Và từ đó để giúp chăm sóc cho cái bệnh nhân đáy thao đường. Follow some very difficult case together. Và as a team, cùng với nhau thì chúng tôi chăm sóc những cái ca khó, áp dụng nhiều cái biện pháp chăm sóc bàn chân để mà cải thiện cái kết cục cho bệnh nhân. We also spread out, và sau đó là chúng tôi bắt đầu lan tỏa cái mô hình này ra những cái bệnh viện khác. Thì vào năm ngoái chúng tôi có rất là nhiều cái workshop với lại nhiều đại diện trên toàn thế giới, cũng như là các khu vực ở Việt Nam. Và vào năm 2020 thì chúng tôi đã có cái workshop trực tiếp để làm việc với nhau. Đây là những cái điều mà chúng tôi làm tại đơn vị chăm sóc bệnh chân đái tháo đường. Chúng tôi đánh giá toàn diện cái biến chứng của bệnh chân đái tháo đường, như là biến chứng thần kinh hay là biến chứng mạch máu thông qua cái việc đo AVI. Và chúng tôi tiến hành can thiệp nội mạch, phẫu thuật bypass để mà tái thông lại những cái động mạch bị tắc của bệnh nhân. Thì theo cái kinh nghiệm của chúng tôi á, khi mà tiến hành cái việc chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân như thế đó, thì tôi nghĩ rằng là bác sĩ nội tiết nên là bác sĩ trung tâm của cái mô hình này, bởi vì đây là những người tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên. Và họ chịu trách nhiệm đánh giá toàn diện cái người bệnh nhân. Our patient with diabetic foot syndrome. Và hơn nữa là đối với các bệnh nhân đái tháo đường thì thường có nhiều các bệnh lý đi kèm như là thiếu máu, bệnh thận hay là biến chứng tim mạch. Và do đó là chúng ta thấy rằng bác sĩ nội tiết là những người theo bệnh nhân từ đầu đến cuối. Và ở mỗi cái đơn vị bàn chân đái tháo đường thì chúng tôi sử dụng rất là nhiều cái nền tảng trên smartphone như là Zalo hay là Viber để mà có thể chia sẻ, trao đổi thông tin với nhau về những cái ca khó. Thì chúng tôi cũng có những cái forum để mà có thể thảo luận trực tiếp với nhau, nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất. Và trong cái nhóm, trong cái diễn đàn này, có rất là nhiều bác sĩ ở khắp các khu vực trên toàn quốc ha. Và từ đó là chúng ta thấy là có những cái cải thiện tại Việt Nam. Thì cái tần suất mà cần phải đoạn chi lớn ở bệnh viện Nhân dân 115 á, nó đã giảm dần theo thời gian. Mình thấy là 30% vào năm 2000 và nó xuống còn có 13% năm 2012. Và từ thời điểm này, chúng tôi cố gắng là giảm áp cho những cái khoa nội tiết ở những bệnh viện lớn, mà đồng thời cũng giảm đi được cái tần suất biến chứng bàn chân đáy thao đường ở các tỉnh khác. Và đó là cái cách mà chúng tôi đưa ra cái hướng dẫn và cái 3 phút để khám bàn chân đáy thao đường cho cái chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tại những khu vực nông thôn. Thì sử dụng những cái công cụ đơn giản hay là những cái thành phần chăm sóc y khoa đơn giản, thì tôi hy vọng rằng cái project này nó có thể giúp đỡ được bệnh nhân, giảm đi cái tỷ lệ đoạn chi. Thì để tổng kết thì chúng ta thấy rằng là cái tần suất bàn chân đáy thao đường nó đang tăng dần dần ở Việt Nam, và từng bước cái đội mô hình mà chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân đáy thao đường, đặc biệt là biến chứng bàn chân, nó sẽ được cải thiện và bác sĩ nội tiết sẽ là người đóng vai trò trung tâm.
my presentation. Thì trước khi mà tôi kết thúc cái phần trình bày của mình ngày hôm nay, thì cái mối hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ nó sẽ là chủ đề chính trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì tôi hy vọng rằng cái tinh thần hợp tác này nó sẽ được duy trì không chỉ là giữa bác sĩ với nhau mà còn giữa Việt Nam và Ấn Độ. Thì tôi rất là trông chờ tất cả những cái câu hỏi cũng như là comments của tất cả các quý vị tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm nay, cũng như là các quý thầy cô ở Ấn Độ. Dạ, xin cảm ơn ạ. Thank you, Dr. Chi. Dr. Yeah. Mai. Rất là cảm ơn bác sĩ Mai Trọng Trí ha. Our specialist from India to have some comment. Thì không biết là các quý thầy cô ở Ấn Độ mình có comments gì không ạ? Thì chúng ta thấy rằng bác sĩ Trí đã nhấn mạnh những cái tần suất cũng như là cái vấn đề về bàn chân đái tháo đường ở tại Việt Nam. Thì đó cũng là vấn đề rất là lớn ở tại Ấn Độ của chúng tôi ha. Thì tôi thấy rất là đúng khi mà bác sĩ Trí nhấn mạnh cái chăm sóc toàn diện bàn chân đái tháo đường, mà trong đó bác sĩ nội tiết là trung tâm để chăm sóc cho bệnh nhân. Thì chúng ta thấy rằng là với cái việc điểm kiểm soát đường huyết tích cực cũng như là chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân, thì chúng ta có thể giảm được cái tỷ lệ đoạn chi cho bệnh nhân đái tháo đường. Và cái vấn đề này thấy rất là rõ ở những cái quốc gia đang phát triển. Thì ở Ấn Độ thì có rất là nhiều cái hoạt động liên quan đến bàn chân đái tháo đường. Chúng tôi có những cái hội đoàn cho cái biến chứng này luôn. Thì tôi tin chắc rằng là những các chuyên gia ở tại Việt Nam cũng rất là cố gắng để mà thành lập những cái hiệp hội như vậy. Thì không. Excuse me, can you repeat your question, please? Thì cái câu hỏi là cái nhóm bệnh nhân nào thì có cái biến chứng bàn chân nhiều hơn, tức là nhóm già hay là nhóm trẻ? Thank you for your comment and question. About the diabetic foot complication, is it the thì đối với cái biến chứng bàn chân đái tháo đường, nó là một cái chứng mạng tính và là nó rất là phức tạp, là nó là hậu quả của cái chuyện là biến chứng thần kinh và mạch máu của bệnh nhân. Thì hầu hết các bệnh nhân đoạn chi đều là những cái bệnh nhân già. Thì vào cái nghiên cứu ở năm 2015 ở bệnh nhân ở bệnh viện 115, thì hầu hết các bệnh nhân bị đoạn chi là từ 65 tuổi trở lên. Thì không biết có câu hỏi nào không ạ? Rất là cảm ơn bác sĩ Trí về cái phần trình bày ha. Thì ở tại Ấn Độ thì cái tần suất bị đoạn chi nó vẫn còn rất là nhiệt cao ha. Thì nếu như mà chúng ta có cái chương trình chăm sóc tầm soát càng sớm kết hợp với lại là kiểm soát đường huyết tốt ngay từ đầu, thì chúng ta có thể giữ được nhiều cái chi của bệnh nhân hơn, tránh được cái biến cố đoạn chi. Thì chúng ta cần phải có những cái chương trình tầm soát để đánh giá xem là cái bàn chân đó nó có đang nguy hiểm hay không, có cần phải can thiệp sớm hay không. Rất là chúc mừng cái presentation của bác sĩ Trí ha. Thì chúng ta sẽ đến cái phần presentation tiếp theo ha.
Thì xin giới thiệu bác sĩ Mohan ha. Thì giáo sư Mohan sẽ chia sẻ cái slide của mình. While waiting for Dr. Mohan, I would like to say thank you to Professor Yajanta. I totally agree with you about early detection of. Thì tôi rất là cảm ơn cái comment ha, mà tôi hoàn toàn đồng ý là mình cần phải có một cái chiến thuật gọi là tầm soát sớm để mà có thể cải thiện được cái biến chứng bằng chứng đái tháo đường cũng như là ngăn ngừa những cái ca nặng xảy ra. Thì đó là lý do mà chúng tôi cố gắng đưa ra cái project chăm sóc tầm soát 3 phút cho bàn chân. Thì với cái project này nó sẽ giúp tăng cường cái nhận thức cho các bác sĩ đa khoa, rural region to increase awareness, đặc biệt là khu vực nông thôn, để mà có thể tầm soát sớm cho bệnh nhân. I'm waiting, Dr. Mohan. I have a question. Okay. Xin lỗi là hồi sáng tôi thử thì cái slide nó chạy nhưng mà bây giờ... Thì có ai thấy cái slide của tôi? Yes, we can show your slides on the Vietnamese side. Yes, you can do that. Yeah, could you see the slide now? Is it been on the screen? No, not yet. Just one second. Cảm ơn các bạn đã có lời mời tôi đến cái tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay ha. Thì mục tiêu của tôi là sẽ nói về đái tháo đường type 2 ở Ấn Độ. Nó là một bệnh hay là nó có nhiều cái subtype ở trong đó nữa? Thì cho đến nay chúng ta đều thấy rõ đái tháo đường type 2 nó không có phải là một bệnh mà nó là nhiều cái subtype với nhau. Thì tôi rất là cảm ơn ông Madan Mohan Sethi, tổng lãnh sự của Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh đã có lời mời tôi tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì tôi không có cái mâu thuẫn lợi ích nào hết. Thì cái câu hỏi của chúng ta đặt ra là tất cả các bệnh nhân đái tháo đường type 2 đều giống nhau hết hay sao? Thì câu trả lời đương nhiên là không phải rồi ha. Bởi vì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều cái điểm khác biệt giữa những cái bệnh nhân đái tháo đường type 2, chẳng hạn là BMI, cái tuổi phát bệnh. Thì một số bệnh nhân đái tháo đường type 2 có BMI khoảng là 35-40. Tuy nhiên có những người là có đái tháo đường type 2 nhưng mà người ta chỉ có BMI khoảng 18-19, thậm chí là 20. Như vậy là đầu tiên là nó là không có giống nhau hoàn toàn ha. Tiếp theo là cái độ tuổi phát bệnh, nó rất là khác biệt, rất là đa dạng. Và tôi cũng có những cái bệnh nhân đái tháo đường type 2 nó chỉ mới có 16-17 tuổi, tức là cái độ tuổi khởi phát nó rất là sớm. Và sau đó là cái đáp ứng với lại điều trị ha. Một số thì bệnh nhân điều trị với SU 1-2 năm là nó mất tác dụng, nhưng mà có những người điều trị 20-30 năm nó vẫn hiệu quả ha. Và một số nữa thì rất là dễ xuất hiện những cái biến chứng. Thì mặc dù họ rất là tuân trì nhưng mà chỉ 2-3 năm thì họ bắt đầu có những cái tổn thương biến chứng thận, biến chứng thần kinh chẳng hạn. Và chúng ta biết rằng là nó không phải là một cái bệnh lý mà nó là nhiều, rất là nhiều thứ đi với nhau.
Và cái bài báo này rất là quan trọng, ha, được công bố 3 năm về trước từ một cái nhóm nghiên cứu ở Thụy Điển. Thì họ sử dụng những cái dữ liệu sổ bộ, thì họ mới bắt đầu dựa vào 6 cái biến số để người ta sub chia nhóm bệnh nhân vào những cái subgroup. Thì chúng ta thấy rằng là những cái chỉ tiêu mà họ dùng để phân chia bệnh nhân là cái từ kháng thể gap, ha, cái độ tuổi chẩn đoán bệnh, BMI HB1C, cái chỉ số HOMA beta, tức là đánh giá cái chức năng của tế bào beta tụy, và cái chỉ số HOMA IE. Thì đây là những cái chỉ tiêu mà người ta dùng để phân nhóm các bệnh nhân trong cái nghiên cứu này, ha. Và họ có thể cho thấy được rằng đái tháo đường type 2 có thể chia thành 5 cái nhóm nhỏ hơn. Cái nhóm đầu tiên là SET, ha, đó là đái tháo đường tự miễn nặng. Thì đây là những bệnh nhân có tự kháng thể dương tính. Thì chúng ta thường gọi nó là đái tháo đường type 1, ha, hay là LADA, tại vì kháng thể là dương tính rồi mà. Thì cái nhóm này không phải là đái tháo đường type 2 đặc trưng mà chúng ta hay gặp, đó là đái tháo đường type 1, ha. Thì mình hãy tạm quên nó đi. Một cái nhóm nữa là cái nhóm SIDD, tức là nhóm thiếu hụt insulin nặng nề. Thì cái thiếu hụt của cái nhóm bệnh nhân đái tháo đường type 2 này chủ yếu là cái khả năng bài tiết insulin. Thì họ khởi phát sớm, BMI thấp, ha, 18-19. Nhưng mà kháng thể thì lại âm tính. Cái nhóm tiếp theo là SIRD, là cái nhóm đề kháng insulin nặng. Thì ở trong cái nhóm này, cái kiểu hình chủ yếu là béo phì, BMI có thể là lên tới 30-40. Và những bệnh nhân này, chức năng tế bào beta không phải là vấn đề, mà nó lại là cái tình huống đề kháng insulin. Tiếp theo nữa là cái nhóm MOD, tức là cái dạng béo phì nhẹ mà có liên quan đến đái tháo đường, thì chủ yếu là béo phì và không có cái tình trạng đề kháng insulin. Và một cái nhóm cuối cùng là MARD, tức là cái nhóm mà đái tháo đường theo độ tuổi, tức là bệnh nhân càng lớn tuổi thì sẽ có nguy cơ bị đái tháo đường. Thì năm cái nhóm bệnh nhân đái tháo đường này, thì cái nhóm đầu tiên chắc chắn là đái tháo đường type 1, còn những 4 nhóm còn lại là đái tháo đường type 2. Thì cái mục tiêu của chúng tôi là để đánh giá lại cái nghiên cứu này, liệu rằng xem cái điều này có thể áp dụng cho tất cả những cái dân số khác hay không. Thì chúng tôi cố gắng lập lại cái nghiên cứu này ở Ấn Độ, ha, liệu rằng nó có áp dụng được cái phương pháp phân chia này cho cái dân số ở khu vực Nam Á hay không. Thì tại sao chúng tôi muốn làm cái nghiên cứu này ở bệnh nhân Ấn Độ? Bởi vì chúng ta biết rằng cái kiểu hình đái tháo đường nó rất là khác biệt giữa cái cá thể này với cá thể kia, ha. Thì chúng ta thấy rằng nếu những cái bệnh nhân đái tháo đường mà gọi là MARD, tức là đái tháo đường theo độ tuổi, nó sẽ không giống với những bệnh nhân khác, hoặc là những bệnh nhân có cái nhóm BMI thấp nó cũng sẽ khác với lại BMI cao. Và thứ ba nữa là có thể là cái thay đổi về tình trạng đề kháng insulin nó cũng khác nhau giữa người này với người kia. Và một cái điểm đặc trưng của dân số Nam Á nữa là giảm cái tốc độ, cái mức độ mà mất đi tế bào beta nó rất là nhanh. Và họ có những cái đặc điểm đặc trưng, ha. Cái nồng độ HDL rất là thấp. Trong khi đó là cái nhóm mà LDL và nhóm triglyceride thì thường hay tăng. Và có rất là nhiều cái điểm khác biệt khác và đặc trưng của cái nhóm dân số đái tháo đường Nam Á này, ha. Thì bởi vì những cái sự khác biệt trong những cái tính chất này, thì chúng tôi nghĩ rằng là có thể thử để mà chúng ta thử coi là tiến hành lập lại cái nghiên cứu này trên dân số Ấn Độ, ha. Thì chúng tôi tiến hành cái nghiên cứu này phối hợp với Đại học Dundee ở Scotland, ha. Thì nó gọi là cái Project Inspire. Thì chúng tôi thấy được rằng là tương tự như vậy, chúng tôi cũng có thể lập lại 4 cái nhóm này ở trong cái dân số của chúng tôi, ha.
thì ở trên là cái dân số ở khu vực Scandinavia ha, và ở dưới là ở Ấn Độ, và chúng ta thấy rằng là nó đọc lại y chang như là ở cái nhóm Ấn Độ luôn ha. Nhưng mà nó hoàn toàn không có giống nhau ha. Thì chẳng hạn như là BMI họ thấy nó cao nhất ở cái nhóm MOD, nhưng mà ở Ấn Độ thì chúng tôi thấy cao nhất là cái nhóm SERD. Trong khi đó cái độ tuổi khởi phát á, thì chúng tôi thấy rằng là ở cái nhóm MARD á, là nó lên tới 67 tuổi ở Scandinavia, nhưng mà chúng tôi chỉ có 50 thôi. Và đối với tất cả những cái chỉ số còn lại, chẳng hạn như là HbA1c ở cái nhóm thứ ba của chúng tôi á, là cái nhóm có HbA1c thấp nhất. Nhưng mà đối với lại cái nhóm ở Scandinavia thì là cái nhóm số 2. Như vậy là nếu mà dựa vào những cái tính chất này á, thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn khác biệt giữa hai cái dân số. Cái đặc điểm nó khác biệt. Thì chúng tôi cố gắng tìm ra những cái đặc điểm đặc trưng ở cái dân số Ấn Độ, những cái đặc điểm mà mình có thể phân bố bệnh nhân. Thì chúng tôi có những cái bệnh nhân này ở đâu? Thì chúng tôi có hai cái nguồn bệnh nhân ha. Thì cái trung tâm đái tháo đường của tôi á, nó có mặt ở hơn khoảng 32 thành phố ở Ấn Độ, và có một cái số lượng bệnh nhân đến khám rất là nhiều ha, khoảng gần 20.000 bệnh nhân đái tháo đường type 2. Và hầu hết các bệnh nhân này á, đái tháo đường có cái thời gian ít hơn 5 năm và là lần đầu tiên đến khám ở tại cái cơ sở của chúng tôi. Thì bởi vì mình thấy là cái tiêu chí mà chúng tôi bắt chước như là cái tiêu chí của nhóm Scandinavia á, nó rất là khác biệt giữa nhóm của tôi với lại nhóm của Bắc Âu, nên do đó là chúng tôi chọn ra được những cái tiêu chí riêng của mình. Chẳng hạn như là chúng tôi thêm vào những cái biến số như là triglyceride, HDL hoặc là C-peptide. Thì thay vì xài HOMA-IE với lại HOMA-BETA đó, thì chúng tôi lại xài cái C-peptide ha, bởi vì chúng tôi nghĩ là nó quan trọng hơn. Thì đây là cái kết quả mà chúng tôi có ha. Thì cái nhóm đầu tiên, cái nhóm SID á, là cái nhóm thiếu hụt insulin toàn bộ á. Và cái nhóm cuối cùng á, là cái nhóm đái tháo đường theo độ tuổi á. Thì mình thấy là nó cũng là một cái nhóm lớn ha, nhưng mà cái độ tuổi bắt đầu xuất hiện của nó hoàn toàn khác biệt. Thì ở cái nhóm mà đề kháng insulin, béo phì á. Và chúng tôi còn có thêm một cái nhóm dân số mới nữa là cái dân số phối hợp giữa vừa đề kháng insulin mà vừa thiếu hụt insulin. Thì đây là cái nhóm dân số đặc trưng ở khu vực Nam Châu Á ha. Vậy thì cái sự khác biệt là gì? Thì đây là bốn cái nhóm bệnh nhân ha. Thì ở cái nhóm SID, tức là nhóm thiếu hụt insulin á, nhóm thứ hai là nhóm đề kháng insulin, nhóm thứ ba là phối hợp của nhóm 1 và 2, và nhóm thứ tư là nhóm theo tuổi ha. Thì mình nhìn vào cái BMI ha, mình thấy nó thấp nhất ở cái nhóm SID và nó cao nhất là cái nhóm đề kháng insulin. Cái vòng eo cũng tương tự như vậy, trong khi đó cái HB1C nó sẽ cao nhất ở cái nhóm thiếu hụt chức năng tế bào beta, và nó cao hàng thứ nhì ở cái nhóm số 3 và nó thấp nhất ở cái nhóm đái tháo đường do tuổi. Và nó rất là phù hợp với lại cái dân số của chúng tôi ha, và chúng tôi rất là hài lòng với cái kết quả này, tức là chúng tôi có khả năng phân loại ra những cái subtype đặc trưng cho cái dân số Nam Châu Á. Và sau đó là chúng tôi thấy rằng là đó là những cái nghiên cứu đến từ những cái phòng khám của đái tháo đường Mohan. Thì đó là cái chương trình nghiên cứu của cái phòng khám của chúng tôi, cái hệ thống chúng tôi nó có thể có sai số, nên chúng tôi cố gắng triển khai cái nghiên cứu này rộng ra trên mô hình Ấn Độ. Đó là cái nghiên cứu ICMR India Diabetes India App ha.
Và bây giờ là chúng tôi đã hoàn thành cái nghiên cứu này rồi. Thì chúng tôi cố gắng sử dụng những cái biến số đã dùng lúc nãy và thực hiện nó ở trên dân số đái tháo đường ở toàn Ấn Độ, bao gồm tất cả những cái bệnh nhân ở vùng nông thôn hay thành thị khắp nơi trên Ấn Độ, để từ đó có thể phân loại bệnh nhân. Thì chúng tôi bỏ đi cái chỉ số C-peptide bởi vì nó không có thể dễ thực hiện ở tất cả các phòng khám. Chúng tôi chỉ giữ lại những cái biến số ở trên thôi. Cái C-peptide thì nó còn không được sử dụng. Và chúng ta hãy xem là điều gì xảy ra khi mà phân loại này ha. Và chúng tôi rất là may mắn. Chúng tôi có thể lặp lại toàn bộ cái nghiên cứu trước đó trong cái nghiên cứu trên toàn bộ dân số Ấn Độ. Mình thấy là cái nhóm CIRDD, cái nhóm vừa có đề kháng vừa có suy giảm chức năng tế bào beta tụy, hầu hết là cái chức năng nó đều, cái thông số nó đều lặp lại y chang so với cái nghiên cứu trước đó. Và đây được xem là một cái nhóm đặc trưng cho cái dân số đái tháo đường ở Nam châu Á. Và mình thấy là cái chỉ số JAKA để đánh giá cái mức độ tương đồng nó lên tới 0,75 giữa hai cái nghiên cứu. Vậy thì cái ý nghĩa lâm sàng của cái việc phân loại bệnh nhân này để làm gì? Thì chúng ta biết rằng là bốn cái nhóm này á, thì nó sẽ có những cái biến chứng khác nhau. Thêm, dạ rồi. Nếu như mà mình nhìn thấy bệnh lý võng mạc đái tháo đường ha, thì cái nhóm mà thiếu hụt insulin á thì rất là dễ tổn thương bởi cái biến chứng này. Trong khi đó, cái nhóm mà phối hợp vừa đề kháng vừa thiếu hụt insulin thì cũng gia tăng cái biến cố này. Trong khi đó, ở cái nhóm CR, cũng là cái nhóm thứ ba này, rất là nhạy cảm với biến chứng thận. Thì mình nhìn thấy cái nhóm số 3 đó, cái nhóm CIRDD đó, thì cái nhóm này nó rất là dễ xảy ra tất cả mọi cái biến cố ha. Nó rất là dễ bị bệnh võng mạc đái tháo đường, cũng dễ bị tổn thương thận bởi vì cái tình trạng đề kháng insulin cao. Và một cái điểm nữa mà chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta điều trị tất cả các bệnh nhân này thì cái hình trong số này cho chúng ta thấy làm gì? Tức là cái hiệu quả mà đáp ứng với điều trị, tức là duy trì được cái A1C dưới 7%, nó sẽ khác biệt theo cái phân nhóm ha. Thì cái nhóm mà đái tháo đường theo độ tuổi, chúng ta khống chế HbA1c rất là dễ, bởi vì ngay từ đầu cái đái tháo đường nó đã nhẹ rồi. Thì cái nhóm mà đái tháo đường mà do thiếu hụt insulin nặng á, thì rất là khó để mà điều chỉnh đường huyết. Chỉ có khoảng 25% của bệnh nhân là đạt được cái mục tiêu điều trị. Thì những bệnh nhân này chỉ có thiếu hụt insulin thôi. Và nếu mà chúng ta sử dụng metformin thì nó sẽ không có tác dụng tối đa trên những bệnh nhân như thế này. Và tương tự như vậy là cái đáp ứng của cái nhóm màu đỏ, tức là phối hợp vừa thiếu hụt insulin vừa đề kháng insulin, thì cái việc điều trị nó cũng khó khăn như vậy. Nếu như những cái bệnh nhân kiểu nhóm này mà chúng ta chỉ sử dụng một thuốc đái tháo đường thì nó là không đủ để mà phân loại bệnh nhân đái tháo đường type 2 vào những cái nhóm nhỏ như thế này á, thì chúng tôi sử dụng 6 cái thông số rất là đơn giản ha. Tuổi chẩn đoán, BMI, vòng LHB1C và hai cái biến số về lipid máu thì nó rất là hữu dụng trong cái việc phân nhóm bệnh nhân. Và chúc chúng ta đánh giá được cái nhóm nào là dễ xảy ra cái biến chứng nào, điều chỉnh đường huyết nó khó khăn là làm sao và ai có thể cần insulin sớm hơn là do cái kiểu hình thiếu hụt insulin ngay từ đầu. Hay là những cái nhóm mà đề kháng insulin là chủ yếu để mà chúng ta có thể khởi động những cái thuốc đánh vào cái cơ chế đề kháng insulin này. Và do đó là tôi xin tóm tắt cái phần bài nói của mình. Đây là lần đầu tiên cái dân số Ấn Độ và Nam Á đó, cái việc phân subtype của cái đái tháo đường type 2 nó được tiến hành
bằng những cái biến số mà chúng tôi nghĩ là nó rất là hiệu quả. Với bốn cái nhóm đái tháo đường type 2 như thế này đó, thì mình sẽ thấy là nó có hai nhóm lặp lại là nhóm SID với lại nhóm MARD so với lại những cái nghiên cứu trước đó. Nhưng mà chúng tôi lại có hai cái nhóm đặc trưng ha, đặc biệt cho cái dân số Nam Á, đó là cái nhóm IROAD và cái nhóm phối hợp giữa vừa thiếu hụt insulin vừa đề kháng insulin. Và cái nhóm CIRDD này á, là một cái nhóm mới và nó có những cái đặc điểm đặc trưng và chúng ta thấy rằng nó rất là khó điều trị cái nhóm này và nó lại gia tăng cái nguy cơ biến cố, biến chứng mắt cũng như là biến chứng thận trên cái nhóm bệnh nhân này. Và tôi xin phép ngừng ở đây và rất là trông chờ các câu hỏi của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you very much for a very interesting talk and a very interesting study. So I'm Dr. Nam from rất là cảm ơn cái phần trình bày của ông ha. I just want to ask thì tôi muốn hỏi là bốn cái subtype của đái tháo đường type 2 này thì không biết là ông có đưa bốn cái phân nhóm này vào cái guideline điều trị để mà lựa chọn thuốc khác biệt giữa các bệnh nhân với nhau hay không khi mà chúng ta điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2. Thì tôi nghĩ là những cái dữ liệu này nó cũng còn khá là mới ha. Thì chúng tôi cũng cố gắng phân nhóm bệnh nhân, nhưng mà hiện tại cái điều trị của chúng tôi nó vẫn chưa có thay đổi nhiều. Tất cả các bệnh nhân đều dùng metformin ha. Thì nếu như mà chúng ta nhìn thấy bệnh nhân trẻ và gầy ha, thì có thể là nhóm thiếu hụt insulin. Trong khi đó nếu như rất là già thì có thể là cái nhóm đái tháo đường theo độ tuổi. Thì chúng tôi có thể sử dụng DPP-4 hoặc là SGLT2 inhibitor. Và tùy theo cái mức đề kháng insulin thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thuốc đánh vào cái cơ chế này. Thì trong một cái nghiên cứu tiếp theo của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đánh giá là liệu rằng cái guideline của Ấn Độ áp dụng cho điều trị tất cả các subgroup bệnh nhân này thì cái đáp ứng nó sẽ như thế nào. Thì tôi hy vọng rằng trong tương lai là cái dữ liệu này nó sẽ có và chúng ta sẽ thấy rằng cái đáp ứng điều trị của từng cái nhóm bệnh nhân này với những cái thuốc nó sẽ khác nhau để từ đó chúng ta có thể đưa ra được cái khuyến cáo. Thì những bệnh nhân đái tháo đường type 2 này chia làm 4 nhóm và sau đó chúng ta làm những cái nghiên cứu RCT để xem đáp ứng của bệnh nhân với từng thuốc nó như thế nào. Thì hiện tại chúng ta biết là cái khuyến cáo nó đã thay đổi ha. Sau metformin là nếu như mà có biến chứng thận, biến chứng tim mạch hay là suy tim gì đó thì chúng ta phải dùng SGLT2 inhibitor hoặc là GLP-1 receptor agonist. Thì đó là những cái thay đổi khi mà chúng ta có những cái nghiên cứu CVOT lớn. Thì hy vọng là những cái nghiên cứu RCT ở tại Ấn Độ chúng tôi tiến hành trên những cái subgroup bệnh nhân đái tháo đường type 2 liên quan đến đáp ứng điều trị khi mà nó được ra đời đó, thì chúng tôi có thể thay đổi và chỉnh cái điều trị thuốc theo khuyến cáo cho từng subgroup bệnh nhân. Thì mình thấy là ở một cái nhóm bệnh nhân á, có HDL cholesterol rất là thấp và triglyceride rất là cao. Thì những bệnh nhân này á, thì là lý tưởng là chúng ta sẽ điều trị bằng fenofibrate. Thì thông thường mình biết là để giảm biến cố tim mạch thì người ta sẽ dùng statin. Vậy thì cái ý kiến của ông như thế nào? Thì không biết là ông có dùng cả hai thuốc với nhau không? Thì đối với cái biến cố tim mạch á, thì LDL á, đó là cái chỉ số quan trọng nhất hơn là HDL với lại triglyceride. Chúng ta đều biết là những cái thuốc như là fibrat đó, nó không có tác dụng bảo vệ tim mạch nhiều như là vậy thì cái bằng chứng cơ chế
phân nhóm này như thế nào? Tại sao nó lại xuất hiện cái nhóm mà có triglyceride cao mà LDL thấp? À, HDL thấp, xin lỗi. Thì tôi không biết là tại sao cái nhóm này nó lại xuất hiện ở trong cái dân số nghiên cứu. Nhưng mà đúng là chúng tôi quan sát thấy một cái nhóm bệnh nhân như vậy. Thì nếu như mà chúng ta quan tâm đến cái vấn đề triglyceride á, thì càng lúc càng có nhiều cái sự liên hệ giữa cái nồng độ triglyceride này với lại viêm tụy. Nhưng mà nếu mà triglyceride nó cao á, hoặc quá cao á, thì nó cũng có thể là một cái nguy cơ tim mạch ha. Thì đối với Ấn Độ á, nếu như mà cái nồng độ triglyceride á, mà nó dưới 400 á, thì không có gì phải lo lắng hết ha. Thì những cái bệnh nhân này có những cái nét đặc trưng, chẳng hạn như là có cái nồng độ adiponectin thấp hay là cái nồng độ hsCRP nó cao, tức là những cái biomarker của cái nhóm này nó rất là đặc trưng. Thì đó là những cái tính chất kiểu hình của bệnh nhân đái tháo đường Ấn Độ ha. Nó rất là khác biệt với lại cái dân số đái tháo đường ở những nước như là Anh hoặc là Mỹ ha. Kể cả cái lipid profile nó cũng rất là khác biệt. Thì mình biết là ở dân số da trắng ấy, có những người có cái LDL nó lên tới 60-70, HDL lên tới 60-70. Nhưng mà ở Ấn Độ là hầu như tôi không thấy ha. Thì đó là những cái điểm đặc trưng của cái kiểu hình đái tháo đường ở Ấn Độ. Thì chúng ta biết rằng có những cái marker ha, giúp cho đánh giá bệnh nhân, chẳng hạn như là bệnh nhân có cái tình trạng viêm, có cái tình trạng tăng huyết áp, hay là có cái không đáp ứng với điều trị đái tháo đường. Thì ở cái nhóm mà đái tháo đường tự miễn á, nếu như mà mình làm C-peptide á, thì mình có thể sử dụng C-peptide để mà bắt đầu khởi trị insulin hay không? Thì chúng tôi có thể tiến hành cái C-peptide ở cái trung tâm của chúng tôi. Thì cái C-peptide mà kích thích ấy, là chúng tôi sử dụng cái kích thích bằng cái bữa ăn sáng ha, và cho bệnh nhân ăn sáng xong rồi là sau đó đo lại C-peptide. Thì mình thấy là cái bữa ăn mà hỗn hợp á, mixed meal á, là nó có thể giúp cải thiện, đấy là giúp là một cái yếu tố kích thích để mà mình đo được cái nồng độ C-peptide sau ăn. Thì đó là cái bữa ăn tốt nhất ha, để mà có thể kích hoạt được cái C-peptide. Thì tôi hoàn toàn không đồng ý với lại ông ha. Thì tôi nghĩ là cái nghiên cứu CIMR nó rất là quan trọng ha. Nó là cái nghiên cứu được đăng trên Lancet Endocrinology, nên tôi nghĩ nó rất là quan trọng ha. Thì rất là cảm ơn bác sĩ Mohan ha. Cái bài của ông cung cấp rất là nhiều cái thông tin. Thì giữa hai cái nhóm đề kháng insulin và thiếu hụt chức năng của tế bào beta đó, thì có khác biệt gì giữa... Thank you.
thì những cái bệnh nhân mà đề kháng insulin sẽ dễ bị biến chứng thận hơn, bởi vì họ có chủ yếu là họ có tình trạng đề kháng insulin nhiều hơn. Thì nó có liên quan gì đến cái hàm lượng carbohydrate cao không ạ? Thì cái kiểu hình đái tháo đường ở cái nhóm lớn tuổi nó rất là khác biệt ha. Rất là cảm ơn bác sĩ Mohan ha. Thì chúng ta sẽ đến cái bài tiếp theo. Chúng ta sẽ nói về gan và đái tháo đường ha. Thì tại sao lại có cái sự liên quan giữa gan và đái tháo đường tiếp 2 ha? Thì đây là cái mâu thuẫn lợi ích của tôi. Thì đây là cái tổng quan về cái phần trình bày của tôi ngày hôm nay ha. Đầu tiên là một cái ca lâm sàng ha. Thì đây là một bệnh nhân đái tháo đường, một bệnh nhân béo phì. Đến phòng khám, ông có đái tháo đường nữa, ông là một lập trình viên ha. Bởi vì đến khám là bởi vì gia tăng men gan ha. Thì khi mà khám lâm sàng cũng như là hỏi bệnh sử thì không có cái vàng da hay là sốt. Thì không có cái gì bất thường mà gợi ý tôi hết. Thì tôi hỏi kỹ lại ổng thì ổng đái tháo đường 10 năm ha. Và gia tăng ký từ 80 lên 98 trong vòng 5 năm. Thì có hai đứa con ha. Bố của ổng là đái tháo đường từ năm 10 tuổi luôn. Mình thấy là ông bệnh nhân đái tháo đường, ba của ông cũng đái tháo đường. Thì mình khám lâm sàng không có gì đặc biệt. Thì như vậy để tóm tắt cái ca này, mình thấy là có một bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 10 năm, HB1C cũng đạt ha, 6,9%. Thừa cân béo phì. Mình thấy là cái lipid profile là như trên hình ha. Không có tăng huyết áp và cái tiền căn gia đình đái tháo đường rất là mạnh. Như vậy là cái ca của chúng ta, vậy thì bệnh nhân có phù hợp với lại cái hội chứng chuyển hóa hay không? Ông này là có cái tiền căn gia đình rất là mạnh và có cái sự gia tăng của cái men gan. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào? Thì chúng ta muốn nói về đái tháo đường và gan ha. Thì mình biết là đái tháo đường thì nó có nhiều loại. Đái tháo đường tiếp 2, đái tháo đường mô đi, đái tháo đường do viêm tụy hay là đái tháo đường do thuốc. Nhưng mà vậy thì cái sự phối hợp giữa bệnh gan và đái tháo đường nó như thế nào? Thì mình thấy là nó có cái sự liên hệ chặt chẽ ha. Đối với những cái rối loạn của bệnh gan như là bệnh gan do đái tháo đường, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, xơ gan hay là ung thư gan. Và chúng ta thấy rằng trong cái dân số của bệnh lý gan này á, thì cái tần suất đái tháo đường đâu đó là nó dao động từ 34 đến 74%. Và nếu như mà chúng ta đưa cả đái tháo đường và béo phì luôn thì 100% những cái bệnh nhân này sẽ có những cái biến cố như tôi liệt kê ở trên. Thì mình thấy là những bệnh nhân đái tháo đường á, nó sẽ có cái nguy cơ xuất hiện gan nhiễm mỡ và sau đó là xơ gan ha. Lên tới 30-40% luôn. Và 20% bệnh nhân là có thể có xơ gan và nó làm gia tăng rất là nhiều cái nguy cơ bị ung thư gan theo thời gian. Và ở tại phòng khám của chúng tôi á, đối với là những bác sĩ đái tháo đường thì khi mà họ đến khám đái tháo đường và họ đến khám cái phòng khám gan thì chúng ta thấy có rất là nhiều cái rối loạn.
thì tại sao giữa cái bệnh gan và đái tháo đường, cái gánh nặng nó sẽ như thế nào? Thì mình thấy rằng là cái gánh nặng của đái tháo đường thì đương nhiên là nó gia tăng theo thời gian, nó ảnh hưởng rất là nhiều lên cái đối tượng bệnh nhân, rất là nhiều quốc gia và trong đó có cả Ấn Độ nữa. Và nó không chỉ ảnh hưởng đến cái tần suất gia tăng mà nó còn gia tăng cả cái tử vong cũng như những cái bệnh suất. Thì mình thấy ở bên tay trái á, là Ấn Độ ha, năm 90 và sau đó là năm 2016, thì mình thấy là cái tần suất đái tháo đường nó gia tăng là toàn quốc luôn. Và hầu hết những cái vùng ở trên Ấn Độ là nó chuyển thành màu đỏ hết rồi ha. Và có những vùng ở cái số lượng bệnh nhân đái tháo đường và béo phì nó tăng lên tới 44% luôn. Và tôi tin chắc rằng là ở tình hình ở Việt Nam nó cũng không là ngoại lệ ha. Thì mình thấy là gia tăng cái tỷ lệ đái tháo đường ở tất cả mọi cái dân số ở tại Việt Nam cũng như là Ấn Độ. Thì cái nghiên cứu này được tiến hành ở tại thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở tại Việt Nam á, thì được một cái á, là cái số lượng bệnh nhân béo phì nó không có nhiều ha, và người ta cũng hạnh phúc hơn ha. Thì mình thấy là so sánh những cái dân số ở khu vực Đông Nam Á thì mình thấy là có những dân số rất là béo phì nhưng mà bệnh nhân Việt Nam thì không có nhiều. Và mình thấy là cái tần suất này nó đâu đó khoảng chừng 12-14%. Nhưng mà có một cái vấn đề mà chúng ta rất đáng ngại, đó là con cháu của chúng ta ha, những đứa trẻ. Nếu như mà những đứa trẻ này mà nó béo phì hồi nhỏ đó, thì nó là cái đáng ngại trong tương lai. Và những cái đứa bé mà bị béo phì này á, thì cái nguy cơ ở trong tương lai của nó sẽ rất là nhiều. Tuy nhiên những cái này nó có thể phòng tránh được ha. Và chúng ta thấy rằng là cái tần suất xuất hiện của bệnh gan nhiễm mỡ không cho rượu á, nó cũng gia tăng rất là nhiều và nó là cái bệnh gan phổ biến nhất của cái dân số đái tháo đường. Và mình thấy là ở châu Á đó, cái con số này nó lên tới 1/4 ha, tức là cứ 4 người đái tháo đường thì một người sẽ có bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Và cái con số này nó tăng không chỉ là Ấn Độ mà nó còn những quốc gia khác như là Trung Quốc ha. Thì trong những cái nghiên cứu dịch tễ học như thế này, nó cho chúng ta thấy được cái tỷ lệ của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu ở châu Á ha. Thì mình thấy là nó gia tăng rất là nhiều theo thời gian. Và như vậy, giữa đái tháo đường và bệnh gan nó có cái mối liên hệ chặt chẽ. Thì mình thấy là ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương ha, cái tỷ lệ ung thư gan nó rất là cao. Và đặc biệt là mình thấy Việt Nam cũng rất là cao, đặc biệt là ở dưới Nam. Thì mình thấy là ở cả hai giới thì nó gia tăng rất nhiều, lên tới 25% sau khi hiệu chỉnh theo tuổi. Và nếu như mà so sánh cái người đái tháo đường với người không đái tháo đường á, thì mình thấy tất cả mọi cái biến cố của bệnh gan nó đều gia tăng rất là nhiều ở cái dân số mà có đái tháo đường. Mình thấy chẳng hạn như là xơ gan, hay là nhập viện vì gan nhiễm mỡ không do rượu, hay là nhập viện vì viêm gan cấp, thì tất cả những cái chỉ số này nó đều gia tăng ngay lập tức nếu như mà bệnh nhân có đái tháo đường. Và như vậy mình thấy là đái tháo đường và bệnh gan nó được xem như là một cặp đôi song hành ha. Và chúng ta cũng thấy như vậy, nếu cái thời gian đái tháo đường nó cũng là một cái biến số đáng quan tâm ha. Nếu như mà bệnh nhân có cái thời gian đái tháo đường càng lâu á, thì mình thấy cái hazard ratio cho những cái biến cố về gan, chẳng hạn như là ung thư, xơ gan, nhập viện vì gan nhiễm mỡ không do rượu, hay nhập viện vì suy gan cấp, nó đều gia tăng theo cái thời gian đái tháo đường. Thời gian đái tháo đường càng lâu thì nguy cơ xảy ra những cái biến cố này nó càng cao. Một cái điểm mà quan trọng nữa, nếu như là bệnh nhân đái tháo đường, nếu như mà kiểm soát đường huyết không có tốt thì cái nguy cơ mà ung thư gan nó cũng tăng dần theo cái mức độ không kiểm soát này. Ví dụ mình thấy đường huyết mà càng cao, ung thư gan nó càng cao, và tương tự như vậy đó là xơ gan luôn. Như vậy mình thấy là hai cái bệnh lý này nó luôn luôn song hành với nhau, và tương tự như vậy
Thì đối với những bệnh nhân á, mà chúng ta thấy rằng á, là cái khối lượng cồn mà người ta tiêu thụ, nếu như mà người ta không có đái tháo đường thì mà người ta tiêu thụ thấp hơn 66 gram alcohol một tuần á, thì cái tỷ lệ xuất hiện những cái bất thường về gan nó rất là thấp ha. Tuy nhiên cùng một cái lượng alcohol tiêu thụ mà có đái tháo đường type 2 một cái thì ngay lập tức cái tỷ lệ này nó tăng lên từ 3 tới 4 lần. Và tương tự như vậy cho cái khối lượng cồn mà tiêu thụ nhiều hơn. Và do đó là chúng ta thấy rằng cái giới hạn mà của cồn tiêu thụ hàng ngày á, là nó không nên vượt quá 30 gram cho nam trong một tuần và 20 gram cho nữ trong một tuần. Thì không chỉ là đái tháo đường, không chỉ là gan không, mà nó còn ảnh hưởng đến cái biến cố tim mạch theo thời gian nữa ha. Nếu như đái tháo đường đi kèm với xơ gan thì cái nguy cơ xuất hiện biến cố tim mạch nó sẽ rất là cao theo thời gian. Thì để tóm tắt những cái lo lắng của tôi đối với lại cái bệnh lý gan và bệnh lý đái tháo đường, tại sao chúng ta phải lo lắng ha? Bởi vì mình biết là gia tăng cái tần suất đái tháo đường và béo phì, và mình thấy gia tăng cái tần số béo phì ở trẻ em và nó gia tăng những cái bệnh lý không lây nhiễm. Và kể cả những cái tần số của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, xơ gan và ung thư gan nó cũng gia tăng luôn. Và chúng ta thấy là cái phổ bệnh lý liên hệ giữa những cái bệnh lý này với nhau, nó cùng đi kèm và nó gia tăng với nhau và nó làm gia tăng cái nguy cơ tim mạch. Mà tôi muốn nhấn mạnh về cái béo phì ở trẻ em ha. Và do đó là chúng ta cần phải can thiệp kịp thời những cái bất thường này. Thì chúng ta phải cố gắng can thiệp kể cả về mặt chẩn đoán và điều trị để mà giúp cho cải thiện những cái biến cố này càng gia tăng theo thời gian. Và rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến để mà can thiệp làm thay đổi cái xu hướng bệnh lý gia tăng này. Thì quay trở lại với lại cái ca lâm sàng mà lúc tôi nghĩ tôi trình bày á, để mình làm gì tiếp theo. Thì mình thấy đây là men gan ha. Do đó là chúng ta sẽ có một cái tiếp cận chẩn đoán ha. Liệu rằng có phải là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu hay không. Mình xem là nếu có hội chứng chuyển hóa thì nhiều khả năng là nó đó. Còn nếu như mà không phải là nó đó thì chúng ta cần phải tìm cái nguyên nhân mà nó tại sao nó lại tăng men gan. Thì chúng ta sẽ bắt đầu khảo sát cái bệnh gan của bệnh nhân này. Và nếu như mà những cái nguyên nhân khác được đánh giá rồi thì chúng ta sẽ chẩn đoán là nó. Còn không á, thì chúng ta có thể chẩn đoán loại trừ. Thì để mà chẩn đoán loại trừ thì đây là có những cái nguyên nhân ha. Chẩn đoán phân biệt thì mình có thể là liên quan đến viêm gan C, lắng động sắc hay là bệnh gan do tự miễn. Thì mình thấy có rất là nhiều thứ ha. Thì như các bạn thấy là nếu như mà một bác sĩ gan mật tiếp cận bệnh nhân mà tăng men gan mà không được tìm được các nguyên nhân đó, thì mình thấy nó còn rất là nhiều nguyên nhân để mà chẩn đoán phân biệt sau đó. Thì đây là một cái bệnh nhân của tôi ha, và chúng tôi sẽ trình bày đây là cái giới hạn bình thường của cái men gan. Thì đây là cái chỉ số ALT trên SGPT. Thông thường thì cái hay là SGPT thì cái chỉ số này thường là nó phải dưới 30 ở nam và dưới 19 ở nữ ha. Nếu như mà bệnh nhân có cái đường huyết bình thường thì cái nguy cơ xuất hiện NAF nó chỉ là 27%. Thì đây là cái dân số của Nhật Bản ha, là một trong những dân số khỏe mạnh nhất trên thế giới. Nếu như mà họ rối loạn dung nạp gluco một cái tỷ lệ này tăng lên 43%. Và nếu như mà dân số đái tháo đường mới chẩn đoán thì cái con số xuất hiện bệnh gan nhiễm mỡ không cho rượu nó lên tới 60%. Đối với bất kỳ bệnh nhân nào mà có cái ALT cao, nó gấp đôi giới hạn bình thường chẳng hạn, thì cái nguy cơ xuất hiện đái tháo đường nó lên tới từ 5 tới 20 lần. Thì làm thế nào mà mình tầm soát cái nhóm bệnh nhân này ở tại phòng khám của mình ha? Thì chúng tôi sử dụng một cái thang điểm của West ở phương Tây ha. Thì đái tháo đường 1 điểm, tăng huyết áp 1 điểm, tăng men gan tăng 1 điểm, ngưng thở khi ngủ 1 điểm. Thì đây là cái nghiên cứu từ Mỹ ha.
thì mình thấy là tùy theo cái số điểm mà mình cho thì cái nguy cơ mà gan nhiễm mỡ không do rượu nó sẽ tăng dần. Thì để mà chẩn đoán bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu á, thì đặc biệt là cái nhóm nguy cơ cao thì chúng ta phải hỏi bệnh sử ha, đánh làm siêu âm để đánh giá và sau đó sử dụng những cái xét nghiệm máu đơn giản như là men gan, đường huyết, tiểu cầu. Và có rất là nhiều cái chỉ số có thể giúp chúng ta đánh giá ha. Thì chẳng hạn như đây là cái app của APRI ha. Thì nó là một cái tỷ lệ giữa cái chỉ số AST với lại cái tiểu cầu. Thì mình có những cái thang điểm ha, mình chỉ cần nhập vào những cái chỉ số, nó rất là thân thiện và nó sẽ xuất ra chúng ta được cái nguy cơ. Thì đối với những bệnh nhân của tôi á, thì cái chỉ số nó lên tới 4,3, tức là có cái nguy cơ xơ gan luôn. Chẳng hạn mà một số cái thang điểm mà mình có thể sử dụng như là cái fibrosis type 4 ha. Thì mình thấy là nếu trên 55 tuổi, đái tháo đường, tiểu cầu dưới 150.000, thì cái nguy cơ xơ gan sẽ rất là cao. Vậy thì cái phương pháp mà đo cái độ đàn hồi fibroscan thì sao? Thì đây mình có thể thấy ha, đây là một cái phương pháp không xâm lấn để mà đánh giá cái mức độ xơ hóa ở trên cái bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu. Thì tùy theo cái chỉ số mà chúng ta chọn vào thì nó có cái độ nhạy và độ đặc hiệu khác nhau. Và đương nhiên là đối với một số bệnh nhân á, thì cái việc sinh thiết gan nó cũng rất là cần thiết để giúp chúng ta đánh giá chính xác được cái nguyên nhân tăng men gan. Để từ đó mà chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt với những cái bệnh gan khác. Thì cái bệnh nhân của tôi đến á, thì có thể một số bệnh nhân được chỉ định sinh thiết gan ha, thì mình thấy có rất là nhiều cái chỉ tiêu để mà giúp xác định là bệnh nhân có xơ gan hay không. Chẳng hạn như là có những cái thay đổi mỡ vi thể và đại thể, có những cái thay đổi ở trong tĩnh mạch cửa, cũng như là có những cái tình trạng viêm ở trong cái thùy gan và có nhiều cái tế bào bò. Thì đối với những bệnh nhân kiểu này á, thì sau khi mà chúng ta thực hiện những cái xét nghiệm liên quan đến cái men gan, liên quan đến siêu âm, thì nếu như mà có nghi ngờ thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng những cái test cao cấp như là sinh thiết gan. Thì vậy thì tôi điều trị những bệnh nhân này như thế nào? Thì mình thấy là cái thay đổi lối sống là tiên quyết ha. Thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh một số cái đặc điểm màu đỏ ở đây là ăn cái chế độ ăn ít năng lượng ha. Và đương nhiên là phải giúp cho bệnh nhân giảm cân. Và đây mình thấy ha, nếu như mà mình giảm được cân 3% á, thì sẽ giảm được cái gan nhiễm mỡ. Và nếu như mà giảm được hơn 5% thì mình sẽ giảm được cái tình trạng viêm và xuất hiện tế bào bọt ở gan. Và nếu như bệnh nhân giảm được 7% cân nặng thì nó cải thiện luôn được cái tình trạng NASH. Và nếu như mà bệnh nhân có thể giảm được 10kg thì nó có thể giảm luôn được cái tình trạng xơ hóa ở gan. Và do đó là ở phòng khám của tôi, cái bệnh nhân kiểu như thế này với cái chỉ số fibrosis lúc nãy chúng ta đánh giá là ở mức 4 á, thì mình cần phải giảm cho bệnh nhân hơn 10% cân nặng ha. Thì khi mà chúng ta giảm được cân nặng của bệnh nhân trên 10% thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm tất cả mọi cái biến cố liên quan đến gan, từ cái tình trạng tổn thương gan cho đến cái tình trạng xơ hóa. Nhưng mà đối với những bệnh nhân mà xơ hóa mà giai đoạn 3, giai đoạn 4 á, thì nó khó có thể phục hồi hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà có thể giảm cân đủ mức á, thì nó có thể xuống cái cấp xơ hóa thấp hơn ha. Và đương nhiên một cái quan trọng nhất là lối sống. Vitamin E thì không được chỉ định ha. Metformin thì nó cũng không có được chỉ định để mà điều trị NAF ha. Và chúng ta có một số thuốc có thể chỉ định dùng ha. Metformin thì mình thấy không có hiệu quả gì. Thì mình có GLP-1, SGLT2 và DPP-4 thì chưa có hiểu biết rõ.
Và đây là cái con đường tín hiệu sơ gá, sơ hóa gan so với lại gan nhiễm mỡ không do rượu với lại cái con đường PIPA ha, của cái thuốc TZD. Một cái nhóm thuốc rất là thú vị mà chúng tôi tìm hiểu gần đây đó là cái Saraglitaza ha. Và khi mà chúng tôi sử dụng cái này cho những bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu á, thì chúng ta có thể là nó cải thiện cả cái men gan cũng như là cải thiện luôn được cái tình trạng sơ hóa ở gan. Còn những cái thuốc như là oxo, deoxyc, folic acid và omega 3 đó, thì không có được chỉ định. Omega 3 chỉ được chỉ định cho những cái tình huống tăng triglyceride thôi ha. Đối với phẫu thuật cắt dạ dày á, thì nó chỉ được chỉ định cho những bệnh nhân mà béo phì bệnh lý thôi. Hoặc là chúng tôi có thể sử dụng cái bơm bóng dạ dày ha. Và đây là cái phẫu thuật cắt dạ dày nội soi ha. Thì đây là một cái hình nội soi mà tôi đặt cái bóng ở trong dạ dày ha. Thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả khoảng 70% ở trên số các bệnh nhân điều trị ha. Và 10% bệnh nhân sẽ giảm được cân trên 10%. Thì đây là một trong những cái liệu pháp điều trị nội soi mà tôi nghĩ rằng nó rất là hiệu quả trong điều trị béo phì, đó là đặt cái bóng. Thì để tóm tắt những cái điều mà tôi đã nói, thì tôi muốn gửi một số cái thông điệp. Thì cái bệnh đái tháo đường và bệnh gan là những cái quả bom hẹn giờ. Và chúng ta cần phải tăng cường cái nhận thức của dân số chung về những cái bệnh lý này. Và tất cả những bệnh nhân đái tháo đường thì cần được đánh giá cái nguy cơ bệnh gan ha, và can thiệp sớm sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái hiệu quả điều trị. Và cái điều trị quan trọng nhất là cái lối sống. Thì mình hãy sử dụng những cái website, những cái chỉ số để mà đánh giá cái mức độ sơ hóa của bệnh nhân. Và chúng ta thấy rằng là cái béo phì trẻ em á, nó rất là một cái yếu tố nguy cơ rất quan trọng. Và chúng ta cần rất là nhiều cái thuốc để điều trị cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu này. Và tôi rất là trông chờ cái sự phối hợp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong cái lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như là những cái tiến bộ ở trong mặt y khoa để giúp từ đó chăm sóc cái sức khỏe tốt hơn. Cảm ơn các bạn. Dạ, có ai có câu hỏi gì không ạ? Thì tôi muốn hỏi một câu hỏi ha. Thì có rất là nhiều bệnh nhân ở Ấn Độ bị gan nhiễm mỡ ha. Thì gan nó nhiễm mỡ tới mức độ nào thì được đánh giá là gan nhiễm mỡ không do rượu ha. Thì nó được đánh giá chủ yếu là bằng siêu âm ha. Thì hầu hết các bệnh nhân đái tháo đường thì nó sẽ đi kèm với lại béo phì. Thì những cái đối tượng này rất là dễ có cái gan nhiễm mỡ. Thì đây là những cái đối tượng mà chúng ta cần phải tiến hành siêu âm bụng để mà đánh giá được cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Để xem rằng là nó ở cái grad, tức là ở cái mức độ mấy. Thì hiện tại thì bên cạnh cái siêu âm thì chúng ta có những cái công cụ khác như là cái FibroScan ha. Thì nó cũng đã được sử dụng thường quy để đánh giá cái mức độ sơ hóa của gan rồi. Thì cái FibroScan này nó có thể giúp cho chúng ta đánh giá một cách gọi là hiệu quả cái mức độ sơ hóa. Thì đối với cái bệnh người đái tháo đường mà uống rượu thì cái nguy cơ như thế nào? Thì bởi vì cái ngưỡng mà 30 với 20 lúc nãy trong một tuần á, thì nếu mà thấp hơn dưới cái ngưỡng đó thì được xem là một cái lượng nhỏ và nó sẽ không ảnh hưởng đến gan.
thì chúng ta thấy rằng là đối với những cái đối tượng mà uống rượu á, thì cái tần suất xuất hiện cái bệnh gan nó rất là sớm ha, từ 30 đến 35. Trong khi đó nếu mà không uống rượu á, thì nó có thể muộn hơn 50 đến 60 tuổi. Và do đó cái việc uống thuốc rượu nó rất là quan trọng dẫn đến cái kết cục bệnh gan của bệnh nhân. Thì mình biết rằng là nó giống như là cái giả thiết tree hit vậy đó. Có đái tháo đường, có rối loạn chuyển hóa lipid béo phì thì nó sẽ dẫn đến là hai cái cú đánh đầu tiên. Và nếu như mà mình sử dụng thêm cái rượu á, thì nó giống như là một cái kích hoạt thêm để dễ dẫn đến cái con đường bệnh lý. Thì càng có nhiều cái yếu tố nguy cơ thì cái khả năng bị tổn thương của bệnh nhân nó càng cao. Thì đối với những bệnh nhân béo phì, đái tháo đường, tốt nhất là không nên uống rượu ha. Thì mình thấy là cái tỷ lệ mà bị ung thư gan nó tăng rất là cao. Trong cái slide của ông trình bày á, thì ông không biết nghĩ là do cái nguyên nhân nào, có thể là do viêm gan hay BC hay là do bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu hay không. Thì mình biết là ung thư gan là nó đi lên nó không có đi xuống. Nhưng mà bởi vì những cái chương trình tiêm chủng mở rộng ha. Thì mình biết là ở Đài Loan á có 8% bệnh nhân là bị ung thư gan, nhưng mà khi bắt đầu tiêm chủng mở rộng viêm gan B thì nó giảm xuống chỉ còn có 0,3% mà thôi. Thì nếu như mà chúng ta kiểm tra sức khỏe thường xuyên, mở rộng cái chương trình tiêm chủng. Thì nếu mà chúng ta có thể xóa sổ được cái bệnh viêm gan B đó thì mình có thể giải quyết được cái tình trạng gia tăng của cái ung thư gan này rất là nhiều, bởi vì mình giải quyết nó ngay từ đầu. Và tôi tin chắc rằng là trong vòng 20 đến 30 năm sắp tới á, thì cái nguy cơ mà ung thư gan chủ yếu của nó là gan nhiễm mỡ không do rượu hay là gan nhiễm mỡ do rượu, chứ không phải là đến từ những cái tình trạng viêm gan nữa khi mà chúng ta bắt đầu tiêm chủng rộng rãi. Mình thấy là nó bắt đầu chuyển đổi cái mô hình ha. Và nếu như mà bắt đầu nó chuyển hóa từ cái dạng gọi là viêm gan B, sau đó là do rượu, và sau đó là tới cuối cùng là không do rượu, là sẽ là những nguyên nhân hàng đầu gây ra được cái tình trạng ung thư gan ở trên các dân số. Mình thấy là nó đã bắt đầu thay đổi ở những cái dân số như là Đài Loan, Hàn Quốc hay là Nhật Bản ha. Thì khi mà một cái nguyên nhân này đi xuống á, thì ngay lập tức những cái nguyên nhân khác nó đi lên, chẳng hạn như béo phì. Thì mình thấy là kể ở Việt Nam, kể cả Ấn Độ cũng vậy, cái tỷ lệ này nó gia tăng. Thì những cái nguyên nhân mà liên quan đến viêm gan nó đi xuống á, thì những cái nguyên nhân kia đi lên, thì nó giải thích là tại sao cái tỷ lệ ung thư gan nó không có thay đổi, tỷ lệ mà xơ gan cũng như là ung thư gan nó vẫn tiếp tục gia tăng. Thì trong cái mà đặt bóng ở dạ dày á, thì không biết là ông tháo nó ra trong bao lâu. Thì thường là chúng tôi sẽ đặt trong vòng 6 tháng ha, kèm theo là thay đổi lối sống. Thì mình thấy là cái bóng đó nó chỉ đặt được tối đa 1 năm thôi. Thì trong vòng 1 năm á, nếu mà bệnh nhân không có giảm được cân á, theo những cái thay đổi lối sống của bệnh nhân đó, thì mình cần phải nghĩ đến cái biện pháp can thiệp khác ha. Thì nếu như mà sau 1 năm đặt cái bóng mà bệnh nhân có khả năng giảm cân rồi, thì tôi rất là hy vọng là bệnh nhân có thể tiếp tục duy trì cái đà đó để giảm cái cân xuống. Thì đối với cái biện pháp này, chúng tôi có 20% cái số lượng bệnh nhân bị rebound ha. Tức là sau khi mà giảm cân xuống rồi đó, tháo cái bóng ra thì nó lại tăng cân trở lại.
thì nếu như mà phất lại với lại cái đặt bóng lần đầu tiên á, thì sau đó là chúng ta có thể cân nhắc phẫu thuật hoặc là chúng ta có thể cân nhắc là đặt bóng trở lại. Thì có cái vấn đề của cái bong bóng á, là nó vẫn có thể là bị béo phì trở lại sau khi mà chúng ta tháo bóng. Thì mình thấy là cái Saralitaza đó thì chúng tôi không có dùng để trong điều trị đái tháo đường type 2 ha. Đó là cái góc nhìn của bác sĩ nội tiết. Thì chúng ta sẽ đến cái bài tiếp theo ha. Thì cái chủ đề sẽ là về bệnh đái tháo đường ở người trẻ ha. Thì tôi nghĩ đây là một cái dịp phối hợp rất là tốt trong cái việc đào tạo y khoa liên tục ở Ấn Độ và Việt Nam, và chúng ta có đầy đủ các một cái panel thảo luận đa dạng ở trong cái bệnh lý đái tháo đường, rất là nhiều giáo sư ha, giáo sư Pinaki, giáo sư Das. Và có hơn khoảng 1.000 đại biểu ở cả Việt Nam và Ấn Độ đang tham dự với chúng ta. Thì chúng ta sẽ thảo luận về những cái vấn đề liên quan đến đái tháo đường và biến chứng của nó. Thì tôi rất là cảm ơn cái ban tổ chức đã có lời mời tôi tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm nay ha. Thì tôi thảo luận về cái nhóm dân số đái tháo đường trẻ tuổi ha, liệu rằng là họ có giống nhau hoàn toàn hay không. Thì những cái vấn đề liên quan đến kiểm soát đường huyết cũng như là biến chứng. Thì một cái điểm quan trọng nhất là phân loại những cái bệnh nhóm bệnh nhân trẻ này là vào nhóm nào, tiếp 1, tiếp 2, Modi hay là Lada hay là đái tháo đường do những cái nguyên nhân khác. Cái việc phân loại này nó rất là quan trọng ha. Vậy thì những cái điểm gì mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà điều trị cho cái nhóm bệnh nhân như thế này để mà phân loại được? Thì một cái điểm quan trọng nhất là cái độ tuổi bắt đầu của bệnh ha. Thì đối với tôi á, tôi cảm thấy rất là tệ khi mà gặp những cái bệnh nhân đái tháo đường trẻ tuổi, bởi vì mình biết là cái thời gian mà họ sống với bệnh lý nó sẽ rất là lâu dài ha. Thì đối với bệnh nhân đái tháo đường type 1 thì lúc nào họ cũng phải cân bằng giữa cái đồ ăn với lại cái insulin. Thì đái tháo đường ở người trẻ được xác định là khi mà chẩn đoán lần đầu dưới 25 tuổi. Thì cái điểm này nó rất là quan trọng, bởi vì những cái người trẻ này cái gánh nặng bệnh lý của họ rất là nhiều. Và 40% cái dân số Ấn Độ được chẩn đoán đái tháo đường có cái độ tuổi là dưới 29. Và mình thấy rằng là những cái chẩn đoán phân biệt của nó thì thông thường đối với đái tháo đường type 1 á, thì nó thường là của cái type của người trẻ. Thì đối với type 2 thì nó thường liên quan đến những cái tuổi hoặc là liên quan đến tình trạng béo phì. Và mình thấy trong cái nghiên cứu ICMR India app á, mình thấy là cái đái tháo đường type 2 á, nó, cái độ tuổi khởi phát của nó bắt đầu đã trẻ hơn rất là nhiều. Và rất là nhiều cái dân số nó đái tháo đường type 2 từ cái 25 đến 34 tuổi. Ngoài ra là chúng ta có những cái loại đái tháo đường khác như là Lada hoặc là những cái đái tháo đường đơn gen.
nó cũng có thể rất là xuất hiện ở những cái nhóm dân số trẻ tuổi, hay là do sơ sỏi tụy, hay là những cái đái tháo đường thứ phát. Và kể cả đái tháo đường thai kỳ, nó là những cái nguyên nhân đóng góp rất là lớn vào cái tần suất xuất hiện của đái tháo đường ở người trẻ. Đặc biệt là ở những cái người phụ nữ mà có rối loạn dung nạp glucose, thì đây là những cái phát hiện gần đây nhất của chúng tôi ha. Thì nếu như mà 34 năm trước á, thì mình thấy là cái bức tranh mà phân loại này nó là hoàn toàn khác biệt ha. Mình thấy là trong một cái nghiên cứu của Thụy Điển, thì dân số từ 15 đến 34 tuổi, thì mình thấy là chủ yếu nó là đái tháo đường tiếp 1, trong khi đó 20% là đái tháo đường tiếp 2 và khoảng 6% là đái tháo đường thứ phát. Thì đó là vào năm khoảng chừng 83-84 ha. Nhưng mà bây giờ cái bức tranh nó đã hoàn toàn thay đổi rồi. Thì đây là cái dữ liệu năm 2019 ha. Thì mình thấy là đối với cái dân số trẻ này đó, thì tiếp 1 nó xuống còn có 40%, trong khi đó tiếp 2 là nó tăng lên 40%. Mình thấy là Modi 2%, bệnh lý ti thể hoặc là những cái bệnh lý khác như là sơ sỏi tụy là chiếm cái phần còn lại. Mình thấy là cái đóng góp của đái đường tiếp 1 và tiếp 2 á, nó đã gần như bằng nhau rồi ha. Hồi xưa mình nghĩ người trẻ là nó đặc biệt cho đái đường tiếp 1, nhưng mà bây giờ tiếp 2 nó cũng đã tăng lên. Thì đái đường tiếp 1 nó là gì? Nó là cái tình trạng thiếu hụt hoàn toàn insulin do hủy tế bào beta ha. Và mình thấy là cái triệu chứng nó rất là đặc trưng ở bệnh nhân trẻ, ốm, không có tiền căn gia đình. Cái triệu chứng nặng xuất hiện bất ngờ và đặc biệt là có thể nhập viện vì toan stone. Trong khi đó đái đường tiếp 2 á, thì là nó có cái tiền căn gia đình rất là mạnh, có cái dấu hiệu đề kháng insulin chẳng hạn như là gai đen, những cái tắc ở da, và cái chức năng tế bào beta tụy nó được bảo tồn thông qua cái việc đo C-peptide. Cái hội chứng chuyển hóa đó, nó là một cái nhóm bệnh ha, nó đi kèm, mình sẽ thấy nó bao gồm rất là nhiều thứ như là đề kháng insulin, thừa cân béo phì, rối loạn đường huyết, rối loạn huyết áp, cả yếu tố viêm cũng như là độ tuổi hay chủng tộc, nó cũng đóng góp vào cái nguy cơ xuất hiện những cái biến cố tim mạch. Và chúng ta thấy rằng là càng lúc càng có nhiều người trẻ người ta mắc cái hội chứng chuyển hóa này, và mình thấy cái hội chứng chuyển hóa này còn xuất hiện ở những đứa trẻ nữa. Và do đó là những người trẻ mà đái tháo đường tiếp 2 á, thì có cái tình trạng đề kháng insulin gia tăng rất là nhiều, kể cả Ấn Độ và trên toàn thế giới. Vậy thì những cái điểm khác biệt giữa đái tháo đường tiếp 1 và đái tháo đường tiếp 2 là cái gì ở cái người trẻ? Thì mình thấy là so sánh ha, khởi đầu á, tiếp 1 với tiếp 2 nó khác nhau. Tiếp 1 thì nó thường cấp, tiếp 2 thì nó thường chậm ha. Mình thấy ở tiếp 1 á, nó rất là rõ của cái triệu chứng thiếu insulin ha. Trong khi đó ở tiếp 2 á, thì mình thấy là chủ yếu là tiền căn gia đình, béo phì, gai đen, thậm chí là hội chứng buồng trứng đa nang. Nếu như mà mình thấy kháng thể mà nó xuất hiện á, thì chắc chắn nó là đái tháo đường tiếp 1 ha. Kháng thể này nó thường âm tính ở cái nhóm đái tháo đường tiếp 2. Và tương tự như vậy là đo cái nồng độ C-peptide. Thì đối với đái tháo đường tiếp 1 thì chủ yếu điều trị vẫn phải là insulin. Trong khi đó đối với đái tháo đường tiếp 2 thì là có thể sử dụng thuốc ha. Thì mình thấy cái phác đồ này ha, nếu có béo phì, mình bắt đầu đo C-peptide và insulin lúc đói. Nếu như mà nó thấp, mình sẽ đo kháng thể ha. Nếu mà có thì là tiếp 1. Nếu như mà không thì coi chừng là có những cái dạng đái tháo đường tiếp 1 vô căn hoặc là Modi. Trong khi đó nếu như mà bệnh nhân gầy, không có béo phì, thì mình đo kháng thể. Nếu mà có thì đương nhiên là tiếp 1. Nếu mà không thì mình sẽ đo là cái tỷ lệ C-peptide và insulin lúc đói. Nếu mà nó cao á, thì là nó là đái tháo đường tiếp 2, mà nếu mà nó thấp á, thì hoặc là nó là đã tiếp 1 vô căn hoặc là Modi.
thì đối với trẻ em á, thì cái nguy cơ mà có Moody á, nó cũng rất là cao ha. Do đó là chúng ta mới đưa nó vào cái nhóm này. Thì mình thấy đây là những cái kiểu hình khác biệt ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 ở người lớn và trẻ em ha. Thì đối với trẻ em á, thì mình thấy thừa cân là chủ yếu ha. Mình thấy cái triệu chứng mà bốn nhiều hay là mất đường huyết hoặc là khám ngẫu nhiên mà phát hiện ra tăng đường huyết á, thì nó cũng xuất hiện khá là nhiều ở trẻ em. Thì chúng ta thảo luận một chút xíu về một số cái nguyên nhân hiếm ở trong đái tháo đường ở người trẻ, đó là cái monogenic diabetes. Thì nó không có kiểu hình béo phì ha. Tăng đường huyết nó nhẹ nhẹ thôi, đâu đó từ khoảng 130 tới 250. Thì nó không có liên quan gì đến đề kháng insulin hay là thử kháng thể hết. Và mình thấy là có cái bằng chứng của rối loạn bài tiết insulin, đặc biệt là C-peptide. Và mình thấy so sánh giữa Moody và type 2 ha, có những cái điểm khác biệt cơ bản. Mình thấy là khác biệt về cái tình trạng đề kháng insulin cũng như là bài tiết insulin và cũng như là cái đáp ứng của với điều trị. Moody thì đáp ứng tốt hơn với SU, trong khi type 2 là đáp ứng tốt hơn với lại metformin. Thì mình có rất là nhiều loại Moody ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì tùy theo cái subtype của Moody thì cái kiểu hình cũng như là cái thời điểm chẩn đoán nó cũng khác nhau. Và tương tự như vậy là những cái mức độ tăng đường huyết và cái biến chứng của bệnh nhân. Thì mình thấy là đối với tất cả các loại Moody thì cái kiểu hình của nó rất là khác biệt với nhau ha. Và nó giải thích là tại sao có một số cái nhóm Moody nó đáp ứng rất là tốt với lại sulfonylurea. Thì mình thấy là đối với cái việc điều trị Moody đó thì mình sẽ điều trị nguyên nhân và cái mức độ tăng đường huyết. Thì hầu hết các bệnh nhân không có tăng đường huyết quá cao, mình có thể chỉnh dễ dàng bằng cái chế độ ăn. Chẳng hạn như một số bệnh nhân khi mà có thai kỳ á, thì nó kích hoạt cái nguy cơ xuất hiện cái kiểu hình. Ở trong những cái bệnh lý mà ở cái dạng nặng á, thì đôi khi bệnh nhân cần phải có chỉ định dùng thuốc viên ha. Hoặc là insulin thì nó cũng không có quá khác biệt với lại đái tháo đường type 2. Thì mình đến một cái kiểu hình đái tháo đường mà cũng khá là phổ biến ở Ấn Độ, đó là sơ sỏi tụy ha. Thì nó thường là do những cái sơ hoặc là sỏi xảy ra sau khi mà bệnh nhân bị viêm tụy. Nó đặc biệt thường hay thấy ở những cái quốc gia nhiệt đới ha. Thì thường cái viêm tụy này nó không phải là do uống rượu, mà nó có sự lắng động vôi hóa mãn tính ở trong tụy. Thường những bệnh nhân này ốm ha, thường có đau bụng, có cái tiền căn đi tiêu phân mỡ cũng như là rối loạn chức năng tụy ngoại tiết và không có cái kiểu hình đề kháng insulin. Và những bệnh nhân này gia tăng cái nguy cơ rất là cao bị ung thư tụy. Và do đó là cái việc mà đánh giá cái kiểu hình này rất là quan trọng, và cái đặc biệt là những cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh ở tụy. Tiếp theo nữa là cái đái tháo đường LADA ha, nó còn được gọi là đái tháo đường tiếp 1.5 ha. Mình thấy có cái tiêu chuẩn chẩn đoán rõ ràng, trên 30 tuổi, ít nhất là dương tính với một cái kháng thể và không cần điều trị insulin ít nhất là 6 tháng. Nhưng mà sau đó thì bắt buộc sẽ điều trị insulin thôi. Thì hầu hết những bệnh nhân mà ốm ốm á, thì cái trữ lượng insulin còn lại á, nó sẽ không có cao. Ngoài đó ra thì chúng ta còn rất là nhiều cái tiểu đái tháo đường khác như là các bệnh lý nội tiết, Cushing, u tuyết Lucagon, PHEO, cường giáp hay là do thuốc. Và đối với chúng ta đó, khi mà tiếp cận lâm sàng á, thì đương nhiên lúc nào cũng phải là hỏi bệnh sử hoặc là khám lâm sàng rất là kỹ về cái tiền căn gia đình đái tháo đường. Cái tuổi khởi phát, có triệu chứng nhiễm toan, cetone hay không, và chúng ta thấy rằng có những cái kiểu hình đặc trưng của đề kháng insulin hay không, có xuất hiện kháng thể hay không, hay là có những cái kiểu hình đặc biệt khác đáng lưu ý hay không.
Và đương nhiên là xét nghiệm thì chúng ta cũng phải lưu ký đến cái C-peptide. Và đây là những cái phân biệt ở những cái kiểu hình đái tháo đường ở người trẻ type 1, type 2 đơn gen. Thì nó sẽ có những cái kiểu hình cũng như là cái độ tuổi khởi phát khác nhau ha. Thì mình thấy là C-peptide á, thì nó thường là thấp ở cái nhóm type 1 và nó rất là cao ở cái nhóm type 2 và nó thường thấp ở cái nhóm mà monogenic modi. Trong khi đó kháng thể thì nó chỉ xuất hiện ở cái nhóm đái đường type 1 mà thôi. Và đối với modi á, thì thông thường cái tiền căn gia đình nó rất là mạnh ha, lên tới vài ba thế hệ. Thì mình thấy là cái độ tuổi phát bệnh nó cũng khác nhau ha. Thường thì cái ngưỡng 25 là dành cho modi và sâu hơn đó nữa là của LADA. Thì đây là cái phác đồ tiếp cận ha, đái tháo đường cho người trẻ. Thì đầu tiên là phải hỏi tiền căn gia đình. Nếu như mà có ít nhất ở ba thế hệ thì mình nghĩ đáp ứng rất là tốt với thuốc viên thì mình có thể nghĩ đến modi. Mà C-peptide đáp ứng rất là tốt với thuốc viên ha. Thì nếu như bệnh nhân có cái thể cetone ở trong nước tiểu âm tính, C-peptide đáp ứng rất là tốt với thuốc viên mà không có tiền căn gia đình thì có thể là đái đường type 2 ha. Thì nếu như mà bệnh nhân mà nghĩ là không có C-peptide thì là type 1, mình sẽ đo kháng thể để coi phân vào subtype như thế nào. Còn nếu như mà bệnh nhân có xuất hiện thể cetone không có C-peptide thì chắc chắn là đái tháo đường type 1 rồi. Tiếp theo nữa là cái nhóm mà cetone âm tính, C-peptide thấp mà làm chẩn đoán hình ảnh thấy sơ sỏi tụy thì nó là đái tháo đường do tụy ha. Và chúng ta có thể thấy là những cái nguyên nhân khác liên quan đến đái tháo đường như là những cái rối loạn về bệnh lý nội tiết. Thì xem xét đây là một cái phác đồ tiếp cận mà chúng ta có thể cân nhắc ở người trẻ ha. Thì đối với những cái subtype này ở người trẻ đái tháo đường á, thì mình thấy là có những cái nguy cơ phụ thuộc vào từng cái loại kiểu hình nhất định. Thì nếu như mà chúng ta xác định được chính xác cái tiếp bệnh của cái người đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiên lượng bệnh nhân tốt hơn trong cái điều trị lâu dài. Bởi vì cái đáp ứng với thuốc nó cũng hoàn toàn khác nhau, cũng như là sơ hóa tụy nó cũng sẽ đáp ứng khác nhau với từng cái loại thuốc điều trị. Chẳng hạn như cái nguy cơ về biến chứng mạch máu lớn và mạch máu nhỏ hay là cái tiên lượng lâu dài của những bệnh nhân này nó cũng khác biệt với nhau. Và đây là cái phác đồ ở bệnh nhân đái tháo đường người trẻ ha. Thì nếu như bệnh nhân có triệu chứng về thẩm thấu hay là có nhiễm toan thì mình sẽ sử dụng insulin coi xem là cái tình trạng chuyển hóa này nó có ổn định hay không. Còn nếu như mà bệnh nhân không hề có triệu chứng thì mình phải đánh giá xem là bệnh nhân có béo phì hay không. Nếu mà bệnh nhân có béo phì thì thường nó là đái tháo đường type 2 ở người trẻ. Nếu như mà không có béo phì thì mình cũng sẽ đánh giá C-peptide và kháng thể để xem là nó rớt vô cái nhóm nào. Một cái điểm nữa cũng cần quan trọng đó là đánh giá cái tiền căn gia đình. Thì nếu mà tiền căn gia đình mà có đó thì có thể nghĩ đến là modi ha, hoặc là người đái tháo đường type 2 có cân nặng bình thường. Nếu mà không có tiền căn gia đình thì mình có thể nghĩ đến type 1. Thì mình thấy những cái điểm quan trọng như là kháng thể, C-peptide hay là xét nghiệm gen, nó sẽ giúp cho chúng ta phân định được giữa những cái type này với nhau. Thì mình thấy ha, đây là những cái test ha, đó là cái C-peptide ngẫu nhiên ở cái tình trạng đói và cũng như là không đói, nó sẽ giúp cho chúng ta phân định giữa type 1 và type 2 cũng như là kháng thể cũng vậy. Mình thấy là những cái kháng thể thì thường nó chỉ xuất hiện ở type 1 mà thôi.
hoặc là kháng thể nó sẽ xuất hiện ở cái nhóm LADA, thì nó có rất là nhiều cái kháng thể. Và một cái điểm nữa mà chúng ta thấy đó là những cái mục tiêu điều trị ở trẻ em và trẻ vị thành niên khi mà đái tháo đường. Và nó cũng đã được khuyến cáo bởi ADA 2016 ha. Mình sẽ có cái mục tiêu đường huyết, mục tiêu huyết áp và mục tiêu lipid. Và LDL thì phải bé hơn 2,6 mmol trên lít và huyết áp thì phải bé hơn cái bách phân vị thứ 95 theo cân nặng và theo chiều cao, độ tuổi và giới tính. Và mình thấy là cái mức đường huyết chấp nhận được là cũng trước ăn lúc đói là cũng phải từ 90 tới 130. Thì đây là một trong những cái slide cuối cùng của tôi á. Và mình thấy là cái biện pháp mà chúng ta điều trị với từng cái loại đái tháo đường cụ thể. Thì mình thấy là mặc dù là cùng cái độ tuổi trẻ, nhưng mà cái điều trị nó sẽ không khác, không giống nhau đâu. Nó sẽ khác biệt với nhau rất là nhiều ha. Thì đối với đái tháo đường type 2 thì chúng ta sẽ khởi trị với thuốc viên ha. Thì mình thấy trong khi MODY thì đáp ứng rất là tốt với lại SU. Còn đối với lại những cái đái tháo đường do sơ sỏi tụy á, thì thuốc viên thường như là không có hiệu quả nhiều. Và cuối cùng là tất cả những bệnh nhân này sẽ phải cần insulin. Thì đối với GDM thì mình chỉ sử dụng insulin nếu như mà cái kiểu hình đái tháo đường nó xuất hiện là thực sự nó vượt quá cái ngưỡng sau khi mà chúng ta đã cho bệnh nhân ăn kiêng. Và mình thấy rõ ràng là cái việc mà điều trị nó hoàn toàn khác biệt giữa những cái người trẻ với nhau. Và do đó là tôi rất là cảm ơn sự chú ý của các bạn trong cái buổi trình bày của tôi. Thì tôi cố gắng tóm tắt những cái nguyên nhân có thể xảy ra đối với những cái bệnh nhân tăng đường huyết ở người trẻ. Nó có thể là type 1, type 2, có thể là sơ sỏi tụy, hoặc là một số cái dạng đái tháo đường đặc biệt khác. Nếu như mà nó liên quan đến những cái đối tượng về di truyền thì chúng ta có thể nghĩ đến MODY ha. Thì cái việc chúng ta phân loại bệnh nhân như vậy nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái tiền căn gia đình và nó rất là có ý nghĩa liên quan đến cái vấn đề tiên lượng và điều trị của bệnh nhân sau này. Đặc biệt là đối với những cái bệnh nhân mà còn nhỏ tuổi, thử hình dung mà nếu như chúng ta bắt người ta phải điều trị insulin thì nó sẽ rất là khó khăn. Khi mà một đứa bé có quá là nhiều cái vấn đề theo cái liệu pháp điều trị đó, để tuân thủ cái liệu pháp điều trị đó, thì mình sẽ thấy nó rất là khó khăn ha. Và người ta phải chịu đựng suốt cái cuộc đời của mình. Tôi rất là cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Thì tôi muốn hỏi một câu hỏi ha. Không. I'm Dr. Khan from the University of Pharmacy and Medicine at Auckland City. I'm a diabetologist and endocrinologist. And I would like to ask you a question. Which insulin regimen do you treat type 1 diabetes in India? So basically, thì không biết phác đồ mà điều trị insulin type 1 ở Ấn Độ là như thế nào? Basal bolus hay là premix ha? Thì đối với đái tháo đường type 2 á, ở trẻ em á, thì cái thuốc viên mà ông thường sử dụng là thuốc nào? Thì đối với đái tháo đường type 1 á, thì chúng ta sẽ bắt đầu với lại insulin nền ha. Thì tôi sẽ thêm một cái mũi nhanh từ từ, basal plus, rồi hai mũi plus, rồi thành basal plus ha. Hoặc là một số những bệnh nhân thì tôi sẽ sử dụng cái bơm luôn. Bởi vì mình biết là họ sẽ cần insulin suốt đời. Thì đương nhiên nó phụ thuộc vào cái khả năng kinh tế của bệnh nhân.
thì một số đối tượng bệnh nhân không có được hỗ trợ từ chính phủ thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cách thức chúng ta chọn, có thể chọn insulin người hay là insulin analog, nó tùy thuộc vào cái chi phí nữa. Và chúng ta phải cân nhắc những cái điểm này. Thì đối với cái nhóm đái tháo đường type 2 ở người trẻ đó, thì cái thuốc duy nhất mà được khuyến cáo là metformin ha. Thì đối với những bệnh nhân mà dưới 18 tuổi á, thì chúng tôi chỉ có thể sử dụng metformin mà thôi. Nếu như mà sau bệnh nhân trên 18 tuổi á, thì nó sẽ có những cái bệnh đồng mắc khác ha. Thì hoặc là có bệnh lý tim mạch hay là có suy tim hay là bệnh thận mãn hay không, thì chúng ta sẽ theo những cái guideline điều trị SGLT2 inhibitor hay là GLP-1 receptor agonist hoặc là những cái thuốc khác như là DPP-4 inhibitor. Thì đối với những cái bệnh nhân mà dưới 18 tuổi á, thì chúng tôi chỉ có metformin mà thôi. Và chúng tôi cố gắng phân nhóm bệnh nhân vô từng cái nhóm bệnh nhân cụ thể, chẳng hạn như là nhóm Modi chẳng hạn. Thì thông thường á, cái nhóm đái tháo đường type 2 mà ở trẻ em á, thì bắt buộc là nó phải đi kèm với béo phì ha. Và cái việc mà chúng ta giảm cân, thay đổi lối sống của bệnh nhân, kiểm soát lipid, nó cũng giúp cho cải thiện được cái kiểu hình đái tháo đường, kiểm soát đường huyết. Can I ask you a question about among type 1 diabetes in India? How many tôi hỏi câu hỏi về đái tháo đường type 1. Thì không biết bao nhiêu phần trăm bệnh nhân có cái tự kháng thể ha. Which kind of antibody is most common? Thì trong cái nhóm mà có kháng thể dương tính thì cái kháng thể nào xuất hiện nhiều nhất ha? Thì ở Ấn Độ á, thì khoảng 80% bệnh nhân đái tháo đường type 1 có kháng thể ha. Và chúng và ở Ấn Độ đó thì những cái xét nghiệm về tự kháng thể này nó tương đối là rẻ và bệnh nhân có thể thực hiện ngay để mà giúp phân nhóm bệnh nhân là type 1 hay là type 2 ha. Mà cái số lượng bệnh nhân đái tháo đường type 1 mà dương tính nó rất là cao, tức là lên tới gần 80%. Và một cái test nữa mình có thể làm đó là cái C-peptide ha. Và bên cạnh đó là chúng tôi cũng có thể tiến hành cái xét nghiệm gen cho cái Modi luôn. Thường thì thông thường nhất là chúng tôi so hai cái nhiều nhất là ICA với lại GAT65 ha. Thì đó là hai cái loại kháng thể thường được sử dụng nhất, ICA với lại GAT65, GAT65. Thì đối với bệnh nhân mà đái tháo đường mà sơ sỏi tụy á, thì có rất là nhiều bệnh nhân mà đến từ phía Tây Ấn Độ á, thì có cái tình trạng sơ sỏi tụy này. Thì nó có không biết là có liên quan gì đến cái chế độ ăn protein hay là cái yếu tố di truyền hay không. Thì đối với những bệnh nhân này á, thì chúng ta phải điều trị bằng cách là bổ sung cái men tụy cho người ta và đồng thời là sử dụng insulin luôn.
Và đôi khi những bệnh nhân này cũng xuất hiện đái tháo đường mà nhiễm toan cetone luôn ha. Thì ở cái thành phố của chúng tôi cũng vậy ha. Một số bệnh nhân mà xuất hiện nhiễm toan cetone trên cái đối tượng bị sơ sỏi tụy luôn. Và hồi xưa khi mà chúng tôi mới bắt đầu chẩn đoán thì chúng tôi chưa thấy, nhưng mà càng về sau á, chúng tôi càng thấy là có nhiều bệnh nhân bị sơ sỏi tụy này có thể xuất hiện nhiễm toan cetone luôn. Thì câu hỏi của thầy Khánh là không biết là ông có thường gặp cái đái tháo đường tiếp 1 mà thể tối cấp không á? Thì như tôi đã trình bày, thông thường đái tháo đường tiếp 1 nó xuất hiện rất là cấp, rất là đột ngột. Thường một đứa bé mà nó bị mất nước, nó động kinh, hay là mình thấy có bằng chứng của nhiễm trùng hay là toan máu, thì ngay lập tức là chúng ta cố gắng chẩn đoán nó là đái tháo đường tiếp 1. Thì đái tháo đường tiếp 1 thì xuất hiện của nó rất là cấp tính. Thì đối với cái đái tháo đường tiếp 1 mà thể tối cấp á, thì nó xuất hiện kèm theo rất là nhiều cái biến chứng nặng nề. Thì bệnh nhân được chẩn đoán lần đầu với đái tháo đường tiếp 1 mà không có tiền căn gì trước đó. Thì ở Ấn Độ á, thì tôi không có sử dụng cái thuật ngữ này thường xuyên, cái fulminant ha, tức là cái đái tháo đường thể tối cấp, bởi vì cái biểu hiện của nó đã là cấp tính rồi. À, xin mời cái speaker cuối cùng. Sir, we would like to invite the next professor, Pinakidatta, to present your presentation. And thank you very much, Dr. Jayanta Banda. Thank you very much. Dr. Pinakidatta, can you unmute yourself? Yes. Thank you, August audience. Xin chào tất cả các bạn ở Việt Nam. Cảm ơn giáo sư Das và các speaker. Tôi rất là cảm ơn cái lời mời tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm nay ha. Thì tôi sẽ trình bày cái điều trị tối ưu cho bệnh nhân châu Á. Thì nó có khác biệt gì với người da trắng không ha? Thì mình biết là cái người châu Á nó có những cái điểm rất là khác biệt so với người da trắng. Thì về cái gánh nặng của bệnh lý, cái thành phần của cơ thể, cái chế độ ăn, cái biện pháp điều trị, cái trục incretin cũng như là cái điều trị hay mục tiêu không có đạt được. Thì đầu tiên là cái gánh nặng của bệnh ha. Thì cái chúng ta thấy rằng cái tần suất đái tháo đường nó rất là cao và nó được chẩn đoán rất là sớm. Mình thấy là nó thường xuất hiện sớm hơn 10 năm so với người da trắng. Và phần lớn bệnh nhân là không biết là mình bị đái tháo đường. Và mình thấy là cái nhóm mà tiền đái tháo đường cũng như là đái tháo đường thứ phát á, nó cũng có cái tần suất cao. Và đặc điểm nữa là cái tỷ số giữa các bác sĩ chuyên khoa với lại bệnh nhân thì nó rất là thấp ha. Thì ở Ấn Độ á, thì chỉ có khoảng 1.000 bác sĩ thôi mà phải điều trị khoảng 77 triệu bệnh nhân đái tháo đường.
Nếu như mà mình nghĩ là Ấn Độ là có cái số lượng bệnh nhân đái tháo đường thứ hàng thứ hai sau Trung Quốc, nhưng mà sớm thôi, trong tương lai thì Ấn Độ nó sẽ vượt luôn Ấn Độ sẽ vượt luôn Trung Quốc ha. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào Ấn Độ á, có khoảng chừng 41 triệu người có tiền đái tháo đường. Và đây là một cái nghiên cứu được tiến hành ở trên dân số Ấn Độ ha, cái nghiên cứu ICMR India ở trên dân số đái tháo đường và tiền đái tháo đường ở 15 bang của Ấn Độ. Và mình thấy là cái tần suất đái tháo đường nó là khoảng hơn 7%, và ở cái khu vực Chandigarh của tôi là nó lên tới 13,6%. Thì có thể là do cái lối sống tĩnh tại ha, và họ béo phì nhiều hơn. Và đây là một cái điểm mà chúng ta cũng thấy được ở Ấn Độ ha, là cái tần suất đái tháo đường này nó sẽ gia tăng rất là lớn theo thời gian, và đặc biệt là dân số ở khu vực thành thị. Vậy thì cái chăm sóc toàn diện ở bệnh nhân đái tháo đường Ấn Độ có hay không? Thì có rất là ít cái trung tâm có thể cung cấp cái chăm sóc toàn diện này, và những cái chương trình bảo hiểm của chính phủ thì nó không có bao phủ được toàn bộ. Và hầu hết là các bác sĩ gia đình thì họ không có chăm sóc được hết các biến chứng của mình đái tháo đường. Vậy thì cái vai trò của những cái tổ chức về học thuật thì nó như thế nào? Thì tôi tin chắc rằng cái tình trạng ở Việt Nam cũng tương tự như là Ấn Độ, thì chúng ta phải cố gắng phát huy được cái hiểu biết cũng như là tăng cường cái nhận thức về bệnh lý, và cố gắng huấn luyện những cái bác sĩ đại học, sau đại học chăm sóc được cái tình trạng bệnh lý đái đường gia tăng như thế này. Vậy thì những cái vấn đề về xã hội cũng như là kinh tế mà chúng ta phải đối mặt là như thế nào? Chúng ta thấy rằng cái chi phí điều trị đái tháo đường rất là cao ha. Và việc mà điều trị những cái biến chứng của nó là chiếm đa phần trong cái thành phần kinh tế của bệnh nhân khi mà chúng ta điều trị. Và mình thấy là đôi khi bệnh nhân vẫn còn rất là hiểu lầm, hiểu sai về cái bệnh lý cũng như những cái biến chứng của nó. Thậm chí là kể thuốc điều trị nữa. Thì chúng ta thấy là cái chế độ ăn có rất là nhiều tinh bột, thì cần phải được thay đổi. Cái lối sống tĩnh tại cũng như là có những cái kỳ thị liên quan đến cái việc sử dụng insulin, nó cũng là cản trở cho cái việc điều trị ha. Và đặc biệt là có một số cái bệnh nhân rất là thích những cái thuốc khác thay thế, chẳng hạn như là y học cổ truyền. Thì đối với cái gánh nặng của bệnh tật đó, thì chúng tôi tiến hành một cái nghiên cứu về tần suất và các nguy cơ, cái yếu tố nguy cơ của đái tháo đường ha. Thì chúng tôi thấy rằng là cái tỷ lệ đái tháo đường là nó khoảng 15,7%, và sau khi hiệu chỉnh theo độ tuổi là nó khoảng 11,1%. Và mình thấy là cái tỷ lệ mà rối loạn đường huyết đói hoặc là rối loạn dung nạp glucose nó cũng rất là cao, đâu đó từ 5-7%. Và một cái điểm lưu ý nữa là cái mô hình bệnh tật á, nó chuyển dần về phía cái nhóm bệnh nhân trẻ tuổi hơn. Đặc biệt là cái nhóm mà từ đâu đó khoảng chừng 20-40 tuổi. Và do đó là chúng ta cần phải có những cái biện pháp can thiệp vào cái độ tuổi này. Và đây là những cái đặc điểm về kiểu hình của bệnh lý đái tháo đường ở người châu Á ha, thường là không có quá nhiều, BMI không có quá cao, nhưng mà cái khối mỡ tạng thì lại rất là nhiều, và cái chức năng tế bào beta thì kém, và có luôn cái tình trạng đề kháng insulin đi kèm với những cái hormone adipokine. Và những bệnh nhân này có cái nguy cơ rất cao sẽ xuất hiện những cái biến cố tim mạch. Thì đây là một cái hình mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái hai cái người này ha. Cái BMI nó gần giống với nhau. Thì mình thấy là người da trắng ở bên tay trái á, thì cái tỷ lệ mỡ của họ chỉ có 9,1% thôi. Trong khi đó là ở cái người Ấn Độ là nó lên tới 21,1%.
Thì cả hai người này đều là hai người bác sĩ ha. Mình thấy đây là một cái nghịch lý đặc biệt ở khu vực châu Á. Thì tại sao lại có cái sự xuất hiện này? Thì mình thấy là nó có thể thay đổi của kiểu gen và cái kiểu hình. Thì những cái người này bình thường thì không có béo phì, tức là BMI không cao, nhưng mà mỡ nó lại tập trung vào vùng bụng, thì nó có thể liên quan đến lại cái cân nặng khi sanh. Và yếu tố di truyền nó cũng đóng góp rất là nhiều vào cái vấn đề này ha. Chẳng hạn như là leptin hoặc là cái chế độ ăn dầu carbohydrate. Nó sẽ dẫn đến những cái kiểu hình như là đề kháng insulin hoặc là suy giảm chức năng tế bào beta tụy theo từng cái thế hệ. Mình thấy là cái hội chứng đề kháng insulin và béo phì ở người châu Á, Ấn Độ ha, chúng ta học được cái gì ha? Mình thấy là ở người dân số Ấn Độ á, thì mình thấy là cái body mass index á, nó cao hơn ở cái nhóm ở thành thị so với lại cái nhóm mà ở nông thôn. Và mình thấy là nhưng mà nó lại vẫn thấp hơn những cái dân số khác như là dân số da trắng hoặc là dân số châu Phi. Vậy thì những cái yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa thì sao? Thì sau khi mình thấy là đây là tất cả những cái yếu tố nguy cơ ở trong cái hội chứng chuyển hóa ha. Chẳng hạn như là tăng triglycerides, giảm HDL, rối loạn đường huyết. Cái chuyển hóa nội môi của glucose và insulin thì sao? Thì mình thấy là cái tình trạng đề kháng insulin nó ít hơn. Và cái giảm chức năng tế bào beta tụy thì nó nhiều hơn ở dân số châu Á so với lại cái người da trắng. Và cái người da châu Á đó thì có cái chức năng tế bào beta tụy rất là kém ha. Và đối với cùng một cái mức đường huyết nạp vào đó, thì cái HbA1c của mình nó tăng không có quá cao so với lại cái dân số da trắng. Tức là khi cùng nạp một cái lượng đường vào cơ thể thì cái mức tăng của HbA1c nó không có quá cao so với cái người da trắng. Thì đây là khoảng hơn 1.200 người tham gia cái nghiên cứu ha. Thì chúng tôi dùng những cái ngưỡng cutoff của HbA1c để đánh giá được cái độ nhạy và cái độ đặc hiệu của từng cái mức HbA1c trong cái việc chẩn đoán đái tháo đường. Để tìm ra cái mức cutoff của cái dân số của mình ha. Thì cái thói quen ăn uống thì như là các dân số châu Á khác thì cái thành phần chủ yếu vẫn là carbohydrate ha, ăn rất là ít protein, ít ăn trái cây ha, ăn cái chất béo bão hòa thì nhiều và ăn thì rất là muộn, và tiếp nữa là cái lối sống tĩnh tại. Thì cái giờ ăn của các quốc gia châu Âu là nó đâu đó là 6-7 giờ, trong khi ở Ấn Độ là nó 9-10 giờ ăn tối ha. Nên thành ra là những cái yếu tố này nó đóng góp vào cái nguy cơ gây bệnh. Tiếp theo nữa là cái lối sống tĩnh tại. Thì đây là cái thói quen ăn uống nó ảnh hưởng như thế nào ha, từ cái nghiên cứu Starch. Thì trong tất cả các vùng của Ấn Độ thì mình thấy là cái mức độ tiêu thụ carbohydrate là đâu đó là nó từ 60-70%. Trung bình là 64%. Thì mình biết là dân số châu Á cái nguy cơ xảy ra tử vong tim mạch nó cao hơn rất là nhiều so với những cái chủng còn lại ha. Khi mà dân số châu Á này so với người châu Âu á, thì mình thấy là cái tỷ lệ tử vong nó cao hơn, thì có thể giải thích là do cái rối loạn về những cái adipokine hoặc là cái mô hình, cái kiểu hình lipid profile nó đặc trưng, hoặc là có những cái gia tăng cái phản ứng viêm ở người châu Á nhiều hơn. Nhưng mà người châu Á, đặc biệt là Ấn Độ, cho thấy cái tần suất thấp hơn bị bệnh võng mạc và bệnh thận so với lại các dân số khác. Thì trong một cái nghiên cứu cộng đồng này á, thì những cái biến cố, những cái yếu tố nguy cơ tim mạch á, nó xuất hiện rất là nhiều ở trong cái dân số Ấn Độ. Và cái kiến thức của dân số về cái bệnh lý đái tháo đường á, thì nó rất là ít bệnh nhân có thể hiểu biết đầy đủ về cái bệnh lý này ha.
thì họ không quá quan tâm đến cái tình hình bệnh lý của mình. Vậy thì cái liệu pháp tiếp cận điều trị như thế nào và cái mục tiêu điều trị ra làm sao? Thì đầu tiên là đó, mình biết là nếu như mà ăn nhiều carbohydrate thì alpha glucosidase nó có phải có hiệu quả, nhưng mà nó không có nằm trong cái guideline ha, nhưng mà nó nằm trong cái guideline của IDF và AACE. Thì nó ngăn ngừa cái việc hấp thu carbohydrate, nên đối với cái dân số mà ăn nhiều carbohydrate thì tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn. Thì nó đã được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản và Trung Quốc, tuy nhiên mình vẫn không có cái data để mà so sánh nó với nhau. Tiếp theo là bioglitazone ha. Thì có một cái nghiên cứu RCT mù đôi cũng đã được tiến hành ở trên dân số châu Á ha. Thì sử dụng cái liều là 15, 30, 45 mg bioglitazone. Và khi mà sử dụng cái liều 7,5 mg á, thì cái hiệu quả giảm cân nó không có nhiều ha. Thì mình thấy là đây là một cái bệnh nhân ha, sử dụng bioglitazone và sau đó là có cái tình trạng xuất huyết, xuất tiết võng mạc. Nó nặng hơn. Và ngoài cái chuyện này là nó còn liên quan đến cái việc suy tim nữa, nên sử dụng nó phải cẩn thận. Còn tiếp theo nữa là cái hệ thống incretin ở người châu Á ha. Thì mình thấy là cái hệ thống incretin này á, nó có vẻ nó hoạt động không có tốt ở người châu Á so với lại người dân số da trắng. Và những cái điểm này nó cũng đã được lặp lại ở dân số Ấn Độ. Và chúng ta thấy rằng là cái hoạt tính của cái enzyme DPP4 này á, nó cũng rất là gia tăng ở những cái bệnh nhân đái tháo đường châu Á và đặc biệt là Ấn Độ. Thì điều này nó giúp cho chúng ta dự đoán là những cái biện pháp điều trị mà liên quan đến cái con đường incretin này nó có thể hiệu quả ha. Thì đây là cái con số thống kê so sánh giữa dân số châu Á và người da trắng. Thì mình thấy là cái hiệu quả của cái nhóm thuốc DPP4 inhibitor này á, nó đạt được cái hiệu quả tốt hơn rất là nhiều trong cái việc giảm HB1C so với lại cái dân số không phải châu Á. Thì mình biết là mức độ hiệu quả của nó càng cao với cái mức HB1C ban đầu càng cao. Tiếp theo nữa là cái hiệu quả của gliptin á, nó không có phụ thuộc vào cái chức năng tế bào beta tụy ha. Thì những cái quốc gia như là Ấn Độ, Trung Quốc hay là Ấn Độ thì mình cũng thấy cái hiệu quả của cái thuốc này rất là tốt. Thì mình biết là cái mục tiêu điều trị cholesterol á, dưới 200 á, nó chỉ đạt được khoảng một nửa thôi. Trong khi đó HB1C mà dưới 6,5% á, nó đạt được 56%. Và trong những cái huyết áp, body mass index, thì cái tỷ lệ đạt được cái hiệu quả, cái kết quả điều trị nó cũng không có quá cao. Thì cái BMI á, với cái nhiều cái chương trình huấn luyện á, thì hy vọng rằng trong tương lai, cái hiệu quả mà giảm được BMI này nó sẽ càng lúc càng tăng lên. Và mình thấy là tập thể dục ít nhất 20 phút một ngày á, thì nó chỉ có khoảng chừng 13% bệnh nhân mà thôi. Và khi mà đo cái vòng eo á, thì khoảng là thì họ chỉ có khoảng chừng một nửa số nam và 2,1% số nữ là đo cái vòng eo mà thôi. Và không có bệnh nhân nào mà đạt được tất cả 6 cái tiêu chí này. Thì mình thấy là trong số 320 bệnh nhân được khảo sát trong cái nghiên cứu này, chỉ có 11% là đạt được cái tất cả các mục tiêu điều trị. Vậy thì chúng ta có những cái điều gì mà nó vẫn còn thách thức? Đầu tiên là các bác sĩ đa khoa thì không có đủ kiến thức trong cái việc chẩn đoán và điều trị.
và cái việc mà họ chuyển lên cái tuyến chuyên khoa hạng cao hơn thì nó thường chậm, tức là chuyển đến muộn thì nó đã có nhiều biến chứng rồi. Thì bởi vì cái gánh nặng bệnh nhân quá nhiều mà khi mà chuyển lên cái tuyến chuyên khoa như vậy thì cái thời gian dành cho bệnh nhân nó cũng không cao. Thì để kết luận cái bài nói này, mình thấy là cái tần suất đái tháo đường nó đã gia tăng rất là nhiều và nó là một cái thách thức rất là lớn. Và mình thấy là người Ấn Độ á, dường như là béo phì gấp đôi và nó giống như là cái kiểu hình Cushing. Thì họ thường có cái kiểu hình đề kháng insulin và lại có cái chức năng tế bào beta tụy còn kém hơn nữa. Và tôi rất là cảm ơn các đồng nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia với chúng tôi trong suốt cái quá trình hội nghị này. Thì cái việc phối hợp giữa hai quốc gia là Việt Nam và Ấn Độ nó sẽ rất là giúp ích cho chúng ta có một cái kế hoạch điều trị bệnh nhân trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì có một bệnh nhân trẻ đái tháo đường tiếp 1, kiểu hình giống kiểu hình đái tháo đường tiếp 1 nhưng mà kháng thể âm tính, vậy thì mình điều trị như thế nào? Thì bệnh nhân viêm tụy cấp ha. Thì một bệnh nhân đái tháo đường sau viêm tụy không có còn insulin nữa, giống như là đái tháo đường tiếp 1, thì mình điều trị như thế nào? Thì có vẻ như là speaker không có hiểu câu hỏi ha. Nên thành ra là trả lời cái đái tháo đường tiếp 2 cái tỷ lệ rất là cao. Thì đái tháo đường tiếp 1 ở dân da trắng và đái tháo đường tiếp 1 ở dân châu Á thì nó khá là giống nhau ha. Thì có những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 mà người ta có cái BMI nó khá là cao ha. Và những bệnh nhân này rất là dễ xuất hiện những cái biến chứng. Và gần đây là cái số lượng bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 mà có béo phì nó rất là gia tăng, ở đặc biệt là ở Ấn Độ ha. Và mình thấy là cái kiểu hình của đái tháo đường tiếp 1 ở Ấn Độ của chúng tôi nó rất là giống với là dân da trắng, nhưng mà ở dân số Nhật Bản thì nó khác biệt một chút xíu. Thì không biết là ở Việt Nam thì như thế nào? Thì hầu hết là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 ở Việt Nam là không có kháng thể. Tức là cái tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 ở tại Việt Nam á mà có kháng thể dương tính á, nó chỉ có 20% thôi. Thì tức là nó là hầu hết còn lại là cái nhóm tiếp 1B á, tức là idiopathic, thì hầu hết tất cả này đều phải điều trị bằng insulin. Nhưng mà ở Ấn Độ thì là 80%
bệnh nhân là có kháng thể dương tính ha. Thì chúng tôi khảo sát chỉ có 3 cái tự kháng thể thôi. Nhưng mà hầu hết các trường hợp đó chúng tôi sẽ phát hiện ra những cái ca dương tính. Thì những cái bệnh nhân còn lại á, 20% còn lại á, thì mặc dù là kháng thể âm tính nhưng mà trong tương lai cũng có thể xuất hiện được cái nhiễm toan cetone luôn ha. Thì tại sao nó lại như vậy thì chúng tôi vẫn chưa hiểu biết rõ. Và chúng tôi cố gắng tìm những cái bệnh nhân này và điều trị phù hợp, và chúng tôi có những cái chương trình. Thì không, tiếp theo là câu hỏi về dinh dưỡng. Không biết bao nhiêu bệnh nhân, phần trăm bao nhiêu bệnh nhân đái tháo đường ở Ấn Độ được điều trị dinh dưỡng ha. Thì cái bệnh nhân mà đái tháo đường trẻ đó thì người ta chia ra nhiều nhóm, chứ nó không có còn là đái tháo đường tiếp 1 nữa. Thì cái tiêu chuẩn gọi là trẻ đó là dưới 25 tuổi ha. Thì cùng với lại kháng thể, xét nghiệm gen cũng như là C-peptide, thì chúng tôi dựa vào những cái xét nghiệm đó để mà phân nhóm cái bệnh nhân. Và một cái ấn tượng mà chúng ta thấy là cái số lượng bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 mà ở người trẻ đó, nó giảm dần và nó thay thế bằng cái nhóm đái tháo đường tiếp 2 tăng dần theo thời gian. Đi kèm với là những cái biểu hiện như là béo phì hay là gai đen. Thì đối với những cái đối tượng trẻ này á, mình phải chẩn đoán nó càng xác định càng đúng càng sớm càng tốt ha, để mà nó giúp ích cho cái biện pháp điều trị hiệu quả cũng như là cái tiên lượng của cái nhóm bệnh nhân này. Thì tại vì cái dân số đái tháo đường trẻ này á, càng lúc nó càng nhiều ở Ấn Độ. Do đó là cái thái độ điều trị của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi. Thì ông có thể giải thích thêm là cho giáo béo sư Chuhari là tại sao đái tháo đường nó lại làm gia tăng cái nguy cơ ung thư gan ha? Thì mình biết là hầu hết những cái con đường tín hiệu ung thư á, nó liên quan đến con đường chuyển hóa đường và chuyển hóa mỡ ha. Thì khi mà những cái tổn thương gan mà nó cứ tiếp diễn thông qua cái việc mà tổng hợp đường cũng như tổng hợp mỡ ở trong cơ thể, thì nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ rối loạn những cái con đường chuyển hóa nội tại ở trong tế bào gan. Thì đặc biệt là có một số cái thay đổi những cái gen quan trọng. Thì mình thấy là đường huyết không có ổn định, cái phản ứng viêm tiếp diễn, nó sẽ dẫn đến những cái bộ mã di truyền, nó có thể bị thay đổi ở trong những cái tế bào gan và từ đó phát triển ra thành ung thư gan. Dạ thì hết câu hỏi rồi.
thì cái câu hỏi lúc nãy lặp lại ha, sau viêm tụy mà đo không có còn chức năng tế bào beta nữa thì xử lý như thế nào? Thì ông mới lặp lại là nếu như bệnh nhân đái tháo đường trẻ không có C-peptide mà nếu mà xuất hiện đái tháo đường nhiễm cetone thì chúng ta phải cân nhắc là type 1 kể cả kháng thể nó âm tính ha. Để mà sau đó là mình sẽ xem xét là phân nhóm cái bệnh nhân này là có phải là LADA hay không hay là MODY. Thì chúng ta thấy rằng là gần đây là cái tần suất mắc bệnh gan mà đi kèm với đái tháo đường đó, nó đang tăng rất là nhiều ha. Và tiếp theo nữa là trong cái việc chẩn đoán đái tháo đường type 1 hay là đái tháo đường type 2 đó, thì chúng ta phải hết sức cẩn thận ha. Tại vì đôi khi á, những cái chẩn đoán này nó có thể lẫn lộn với nhau. Thì tôi xin phép được tổng kết cái buổi hội thảo ngày hôm nay ha. Thì hơn 2 tiếng mà chúng ta làm việc với nhau, thì chúng ta đã có dịp làm việc với các chuyên gia đái tháo đường đến từ Việt Nam và Ấn Độ. Và những cái bài nói của các giáo sư thì nó rất là có tính thực hành cao. Thì chúng tôi rất là cảm ơn Tổng lãnh sự Ấn Độ ở tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Một buổi hội thảo rất là lý thú. Thì tôi xin phép nhường lại lại cho anh Thành sẽ tổng kết gửi lời chào của cái buổi hội thảo ngày hôm nay ha. Thank you, Professor Dr. Nguyễn Thị Quế from Vietnam and Professor Ajay Das from India for moderating our webinar today. Very, và giáo sư Thị Quế ở tại Việt Nam đã chủ tọa cho cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Now I would like to invite Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General of India. Thì tôi xin phép mời ông Tổng lãnh sự Ấn Độ ở tại Việt Nam lên kết thúc cái buổi hội thảo ngày hôm nay ha. I think it is almost good evening, and thanks to both madams actually, whom I had interacted some days back, and thanks to my friend Pinaki. Rất là cảm ơn quý thầy cô, các anh chị cũng như là các bác sĩ ở Đại học Ấn Độ, những cái giáo sư that they came forward to spare their time to. Và đặc biệt là các quý vị đã dành cái thời gian tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì tôi cảm thấy có những cái sự quan tâm ở cả hai phía, từ phía Việt Nam, Ấn Độ, để mà chúng ta có thể làm nhiều cái công việc, những cái hội thảo hơn thế nữa. And from this also I like to tell that once the flight service starts, tôi muốn nói là một trong những cái nhiệm vụ của tôi khi mà nhận nhiệm vụ ở tại thành phố Hồ Chí Minh để mà cố gắng huấn luyện một số cái bác sĩ. Chúng tôi rất là chào đón nếu như mà các bác sĩ này đến học ở tại Ấn Độ với chúng tôi. Thì cái con số lượng bác sĩ tham gia ngày hôm nay hơn 300 bác sĩ là một cái con số rất là đáng quý ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thanks a lot, sir, and please remain on the stage. And I also would like to invite on the dignitary Associated Professor Dr. Nguyễn Thị Ngọc Dung, President of Ho Chi Minh Medical Association, Professor Dr. Nguyễn Thị Quế, Vice President of Ho Chi Minh City Medical Association. Tôi xin phép mời lên sân khấu những cái chủ tọa của buổi hội thảo ngày hôm nay ha. Medical Association, những quý thầy cô, Phó giáo sư Anh Lan, bác sĩ Trí, George, Managing Director of Mega Life Sciences, cô Thị Quế,
to have a group photo with để mà cùng lên sân khấu để mà có thể chụp hình. So please. Xin mời now I would also invite all of the doctors participate with us today to come forward to have a group photo. Xin mời các quý vị cùng tham dự hôm nay cùng lên sân khấu để chúng ta chụp ảnh lưu niệm ạ. We can make one more round behind on the stage. Mặc dù không hình ảnh gì ở nơi thôi, ăn cơm thôi. Mình biết nghe nói chuyện đây mình nói đây không lấy đâu. Sợ mà mấy em mình là má, xin mời các vị ạ. So finally, we would like to thank all the reporter and dignitary for your kind participation in today's webinar. And have a nice day, all of you. Thank you very much. Ban tổ chức trân trọng kính mời các quý vị đại biểu dùng trà và cà phê ạ trước khi ra về. Vâng, em cảm ơn. Thank you very much Associated Professor Dr. Ashok Chuhari for spending a very interesting for giving us very interesting speak today. Thank you very much, sir. And thank you Professor Dr. Pinaki Dutta also for a very interesting speaker. Thank you. Thank you, Professor Ajay Das. Thank you, Dr. V. Mohan. Thank you, Professor Jayanta Banda. So, thank you very much. Have a nice day.